chương 521 cho ngươi mặt. Hai cái phía trước giống như khuê mật quốc dân nữ thần hiện giờ lại vì hai cái nam nhân. Hoặc là nói vì một người nam nhân khắc khẩu lên, kim tố nghiên đối lạc trần trước sau có tin. Tưởng, nhưng là vinh hà lạp bất đồng, nàng cảm thấy nàng lựa chọn mới là chính xác. Lạc trần trước sau bất quá là một cái kẻ lừa đảo mà thôi. Mà Andre mới là chân chính có thực lực. Có địa vị người kia, lựa chọn Andre mới là chính xác nhất quyết định hơn nữa vinh hà lạp tin tưởng vững chắc kim tố nghiên nhất định sẽ hối hận hy vọng ngươi đừng hối hận kim tố nghiên cuối cùng nói ra những lời này lúc sau liền say người đi vào những lời này cũng đồng dạng tặng cho ngươi vinh hà lạp ở sau lưng lạnh lùng mở miệng nói hừ kim tố nghiên hãy chờ xem chờ hạ ngươi liền biết ngươi làm ra cỡ nào ngu xuẩn tột đỉnh quyết định vinh hà lạp nhìn kim tố nghiên bóng dáng lại lần nữa cười lạnh hà Lạp tiểu thư, làm tỉ muội, kỳ thật ngươi cũng nên khuyên nhủ tố nghiên tiểu thư. Đồng lão vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn này hai người vừa mới cãi nhau, ai? Có chút thời điểm, tổng muốn ăn chút mệt, mới hiểu được chính mình nhìn lầm, hơn. Nữa ngươi vừa mới cũng nghe thấy, cư nhiên còn nói làm ta không cần hối hận, kia. Lạc trần có thể ăn so sao? Vinh Hà lạp cười lạnh một tiếng, ai? Hy vọng tố nghiên tiểu thư không cần hối hận đi. Đồng lão cũng đi theo thở dài một tiếng, đi, thôi, vào đi thôi. Đồng lão tiếp đón một chút vừa mới hỏi hắn lời nói đều người, mà vừa mới. Tiến vào đại sảnh, bên trong đã có loại đối trọi gay gắt. Hoặc là mùi thuốc súng mười phần cảm giác bởi vì chủ khách vị trí chỉ có một hiển nhiên vị trí. Này là Lạc Trần ngồi đâu, vẫn là tiểu vương từ Andre đâu, nhưng là hiện tại. Bởi vì Lạc Trần trước tiên vào được cho nên vị trí này đã bị lạc trần ngồi giờ phút này chỉ thấy lạc trần tứ bình bát ổn ngồi ở chủ khách vị trí thượng tựa hồ đang ở chờ đợi ai đã đến mà kim tố nghiên còn lại là thực ngoan ngoãn chạy tới lạc trần bên cạnh cùng lạc trần đang nói chuyện chút cái gì thường thường phát ra một ít cười vui thanh nhưng là andre lại không cao hứng hắn chính là lang nhân tộc tiểu vương tử từ nhỏ đến lớn đã thói quen đi đến nơi nào đều là nhất chú mục cũng là toàn trường tiêu điểm, giờ phút này chủ. Khách vị trí há có thể bị người khác sở ngôi. Vinh Hà Lạp giờ phút này đã vào được. Thậm chí ngay cả Vinh Tứ Gia cùng Vinh Tam Tỷ cũng vào được, này mấy người nhìn đến là Lạc Trần. Ngồi vào chủ khách vị trí, tức khắc sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, kỳ thật không chỉ là. Mấy người bọn họ, ngay cả đồng lão đám người giờ phút này cũng đều nhíu mày nhìn về phía Lạc. Trần, cái kia vị trí há là ngươi có thể ngồi, đồng lão nhìn nhìn Andre. Sau đó lại nhìn nhìn Lạc Trần, cuối cùng đồng lão trực tiếp đi hướng Lạc Trần, lúc này. Hiển nhiên là lấy lòng Andre tốt nhất thời điểm, đứng lên đi, nơi này không nên ngươi ngồi. Đồng lão lưng đeo đôi tay, đi đến Lạc Trần trước mặt, mang theo cười lạnh mở miệng nói. Người nói cái gì? Lạc Trần nguyên bản ở cùng Kim Tố Nghiên nói chuyện giờ phút này nghe thế câu nói, bỗng nhiên quay đầu lại, nâng một chút mí mắt. Nhìn nhìn đồng lão, hừ, không nghe rõ, ta nói ngươi không nên, bang. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát vang lên, này một bạt tai vang lên sau. Cãi cọ ồn ào đại sảnh hoàn toàn nháy mắt an tĩnh, đồng lão đều hoàn toàn ngốc. Ngạc nhiên nhìn lạc trần, hắn bị đánh, cư nhiên hắn bị đánh, ngươi vừa mới nói cái gì? Lạc trần mặt vô biểu tình mở miệng nói, ngươi dám đánh, phanh, lốt này đây không hề là một bạt tai. Mà là lạc trần trực tiếp thao khởi trên bàn một lọ rượu vang đỏ trực tiếp tạp tới rồi đồng lão. Trên đầu tức khắc đồng lão toàn bộ trên đầu đều là hồng. Phân không rõ rốt cuộc là rượu vang đỏ vẫn là huyết. Đồng lão ôm đầu trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, họ lạc người quá mức. Vinh tứ gia lúc này đứng ra trực tiếp quát lớn nói, người một cái ỉ vào vinh gia nâng đỡ người cư nhiên dám ở vinh gia trong yến hội như vậy kiêu ngạo ta quá mức. Lạc Trần khóe miệng không khỏi khinh thường cười. Ta có phải hay không cho các ngươi mặt? Lạc Trần bỗng nhiên đứng lên, hừ. Người tốt nhất làm rõ ràng, nơi này chính là Vinh Gia. Vinh Tam tỷ cũng cười lạnh một tiếng, đứng dậy, con. Có, đồng lão chỉ là làm ngươi lên mà thôi, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn, Nga. Ta đây nhưng thật ra tò mò, hắn lại dựa vào cái gì làm ta lên lạc trần hỏi ngược lại chỉ bằng ngươi xác thật không nên ngồi cái kia vị trí cũng không xứng ngồi cái kia vị trí vinh hà lạp cũng đứng ra tham dự vào được ta không nên ngồi vị trí này lạc trần chỉ chỉ chính mình chỗ ngồi ngươi thật sự không nên ngồi đây là chúng ta vinh ra yến hội ai nên ngồi cái kia vị trí cũng là chúng ta vinh gia định đoạt hiện tại từ cái kia vị trí thượng rời đi đi vinh tứ gia nhìn chằm chằm lạc trần sau đó mở miệng nói ngươi chỉ sợ còn đại biểu không được vinh ra đi lúc này đây không phải lạc trần mở miệng mà là một bên kim tố nghiên mở miệng lạc tiên sinh là vinh lão đại mời đến người như vậy hôm nay cái này yến hội lạc tiên sinh chính là chủ khách kim tố nghiên lại lần nữa mở miệng nói hắn là chủ khách vinh hà lạp tiếp nhận câu chuyện lãnh sặc nói ngươi sai rồi chân chính chủ khách hẳn là tiểu vương từ andre tiên sinh Vinh Hà Lạp đem ánh mắt nhìn về phía Andre Các. Vị, Vinh Lão Đại Thỉnh chính là Lạc Tiên Sinh, cũng không có nói Andre Tiên Sinh. Hà hà, chê cười, ta đại bá sẽ như vậy ngu xuẩn, ta. Đại bá chỉ là không biết Andre Tiên Sinh đi tới Vinh ra mà thôi, nếu ta đại bá đã biết. Khẳng định sẽ làm Andre Tiên Sinh ngồi chủ vị trí. Vinh Hà Lạp Sạc Thanh nói, ngươi. Hỏi một chút đang ngồi các vị, ta câu này nói có hay không đạo lý, hắn lạc trần có thể cùng andre tiên sinh so ở andre tiên sinh cùng lạc trần chi gian đừng nói vinh ra chính là bất luận cái gì một người đều biết nên như thế nào tuyền vinh hà lạp lớn tiếng mở miệng nói lời kia vừa thốt ra tức khắc toàn bộ đại sảnh nghị luận sôi nổi đích sắc hiện trường mấy trăm hào người nhìn nhưng là nếu phải làm lựa chọn hoặc là nói này căn bản là không cần một cái lựa chọn ta Nói một câu, hôm nay cái này yến hội, có ta không hắn, có hắn không ta. Andre đứng ra ngạo nghễ mở miệng nói, tiểu tử, cùng ta so, ngươi thật đúng là so không được. Andre đối với Lạc Trần cười lạnh một tiếng. Như vậy Lạc Tiên Sinh, hiện tại thỉnh ngươi rời đi đi. Vinh Tứ ra cười lạnh một tiếng, đây là nói rõ muốn đuổi đi Lạc Trần. Hơn nữa, đây chính là làm cho Cao Ly sở hữu đại lão mặt này trực tiếp chẳng khác nào là cho Lạc. Trần Nan Kham, ta lặp lại lần nữa, hôm nay là vinh lão đại thỉnh lạc tiên sinh. Ngươi còn đại biểu không được vinh lão đại. Kim Tố Nghiên cũng có chút sinh khí, trực tiếp hồi dỗi nói, hơn nữa ta đâu. Vinh Tam Tỷ đứng ra mở miệng nói, còn có ta. Vinh Hà Lạp cũng mở miệng nói, lạc. Trần, xem ở quen biết một hồi phân thượng, hiện tại đi thôi. Vinh Hà Lạp hạ thấp thanh âm mở miệng nói. Nhưng lời này cũng làm mọi người có thể nghe rõ, ngươi rõ ràng ngươi cái gì thực lực ngươi cũng rõ ràng tiểu vương từ andre thực lực cùng thân phận chờ hạ ta đại bá tới sẽ lựa chọn ai ta tưởng ngươi cũng rất rõ ràng nếu là ta đại bá tự mình đuổi ngươi đi đã có thể càng thêm xuống đài không được cái này trường hợp liền có chút xấu hổ bực này vì thế vinh ra mấy người này đều ở đuổi lạc trần đi rồi hơn nữa ở đây người cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng nếu vinh tại húc tới khẳng định sẽ lựa chọn Andre, rốt cuộc hiện tại nghe nói Vinh ra cường địch đột kích. Lúc này lựa chọn ai căn bản chính là một cái không cần động não sự tình, hơn nữa lạc trần một. Bậc dị nhân thực lực đã bại lộ, còn bị tên côn đồ mang đi quá, này đã thuyết minh hết thảy, ba. Người nói Vinh lão đại có thể hay không thật sự. Ngay cả Kim Tố Nghiên đều có chút không xác định, nhưng là Kim Tại Trung thực thức thời. Vẫn luôn không nói gì, nhưng Kim Tại Trung rất rõ ràng nếu là Vinh Tại Húc thật như vậy lựa chọn, sợ là hôm nay Vinh ra liền hoàn toàn không có an. Tĩnh, Kim Tại Trung không có trả lời Kim Tố Nghiên nói, còn. Không đi, một hai phải chờ hắn tới đuổi ngươi đi, làm ngươi hạ không được đài mới bỏ qua. Andre nhìn Lạc Trần cười nhạo, vừa vặn lúc này. Ngoài cửa vang lên một đạo to lớn vang dội là thanh âm. Chủ nhân đến, chương 522 Đông Á Quyền Thần chủ nhân đến đây là vinh gia lão quản gia thanh âm hắn trong miệng chủ nhân kia tự nhiên chính là vinh tại húc vinh tại húc rốt cuộc tới rồi mọi người tinh thần vì này chấn động đồng thời mọi người đem ánh mắt thương hại nhìn về phía lạc trần rốt cuộc lựa chọn andre vẫn là lạc trần đây là đã không cần nhiều lời sự tình huống chi còn có vinh tam tỷ vinh tứ gia đám người đã rõ ràng làm lựa chọn thậm chí ở đuổi lạc trần đi rồi vinh tại húc cũng không có khả năng một chút đều không suy xét vinh tam tỷ vinh tứ ra chờ mấy người ý kiến đi rốt cuộc nhân ra mới là người một nhà cho nên kết quả đã không cần nói cũng biết lạc trần sẽ bị trước mặt mọi người đuổi đi có lẽ sẽ uyển chuyển một chút nhưng là xem vinh ra mấy người kia đối hắn tư thế hẳn là sẽ không đối hắn khách khí ai người một hai phải chính mình cho chính mình nan kham Vinh Hà Lạp lắc đầu, thở dài một tiếng liền không có nói nữa, chuyện này chẳng lẽ còn yêu cầu. Tưởng sao, người lạc trần chính mình trong lòng đối này không có một chút số sao, cư nhiên một. Hai phải ở chỗ này chết trống, hừ, ta xem ngươi trở hạ như thế nào xong việc. Vinh Tứ ra cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Andre, yên. Tâm đi, tiểu vương tử, ta đại ca vừa đến ta liền giới thiệu một chút. Lấy thân phận của ngươi, ta đại ca tới. Vinh Tứ ra lời nói còn chưa nói xong liền thấy được Vinh Tại Húc cho nên sửa miệng lúc sau. Bước nhanh tiến lên, mà những người khác cũng nhìn về phía cửa, Vinh Tại Húc đích xác tới. Bước nhanh đi vào đại sảnh, mọi người sôi nổi đối Vinh Tại Húc hành lễ. Rốt cuộc hắn mới là cái kia hoàn toàn xứng đáng cao ly đệ nhất nhân, đại. Ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta mời đến trợ giúp chúng ta Vinh ra Andre tiên sinh. Lang nhân tộc tiểu vương tử. Vinh Tại Húc đầu tàu gương mẫu bước nhanh đi qua. Ngăn cản Vinh Tại Húc mà Andre giờ phút này cũng lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Rốt cuộc lang nhân tộc tiểu vương từ cái này thân phận đã thuyết minh hết thảy, chỉ là Vinh Tại. Húc trực tiếp một phen đẩy ra Vinh Tứ ra, sau đó lập tức đi hướng Lạc Trần, Đại. Ca, không phải, ngươi này. Vinh Tứ ra ngây ngẩn cả người, Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Vinh Tam Tỷ cũng nghi hoặc nói. Cầm miệng. Vinh Tại Húc quát lớn một tiếng, ta, vừa mới nghe nói, các ngươi muốn đuổi lạc tiên sinh đi, đại. Ca hắn, ta ý tư, có ta không hắn, có hắn không ta. Andre ôm cánh tay ngạo nghễ mở miệng nói, vậy ngươi đi thôi, ta vốn dĩ cũng không mời ngươi. Vinh Tại Húc lạnh băng thanh âm rừng ở đại sảnh bên trong. Làm đại sảnh bên trong mọi người trong phút chốc đều hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay. Không xảy ra vấn đề, ngươi nói cái gì. Andre chính mình đều hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm ta. Nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Vinh Tại húc nhíu mày nói. Người có thể lập tức rời đi, đại ca, người đang nói cái gì? Vinh Tam Tỷ đều hoảng loạn, kia chính là tuyết quốc lang nhân tộc tiểu vương tử. Nghe nói hắn ba, vị kia siêu cấp cao thủ lập tức cũng đến cao ly, lúc này. Chính là có cường địch đột kích thời điểm. Chính mình đại ca không mượn sức lang nhân tộc tiểu vương tử cư nhiên còn dám ở đại sảnh đám đông dưới cho nhân gia nan kham, này không phải ở đem nhân gia. Hướng chết đắc tội sao, này không phải ở tạo cường địch sao, đại. Bá, người không nghe rõ sao, đây là tuyết quốc lang nhân tộc tiểu vương tử, Andre. Lang nhân tộc tiểu vương tử, ngay cả Vinh Hà Lạp đều ngây ngẩn cả người ta. Nghe được rất rõ ràng, nhưng là ta mặc kệ ngươi là cái gì lang nhân tộc vẫn là huyết tộc cũng mặc kệ ngươi là cái gì vương tử, bất luận kẻ nào đối lạc tiên sinh bất kính. Ta đều sẽ không hoan nghênh. Vinh tại húc lạnh lùng thanh âm trực tiếp dừng ở đại sảnh, lúc này. Tất cả mọi người ngạc nhiên tới rồi cực hạn. Đặc biệt là Vinh tứ gia vài người cùng Andre, phía trước chính là lời thề son sắt nói Vinh tại. Húc tới nhất định sẽ đuổi đi lạc trần, kết quả này cái tát đánh đã có thể có điểm tan. Nhẫn, hảo, các ngươi Vinh ra đừng hối hận. Andre thần sắc đột nhiên lập tức liền lãnh. Trực tiếp vung trên người màu trắng hùng áo khoác lông, quay đầu liền đi. Ai, tiểu vương tử từ, từ từ. Vinh tứ ra nhìn rời đi tiểu vương tử tức khắc tức giận, sau đó chạy. Nhanh cấp Vinh Hà Lạp xử một cái ánh mắt, Vinh Hà Lạp bước nhanh đuổi theo, đại. Ca, lão tứ cùng ta đều không rõ, vì cái gì ngươi một hai phải che chở một cái một bậc dị nhân. Vinh Tam tỷ cũng tức giận, trong mắt tràn đầy nôn nóng, đông. Á quyền thần lập tức tới đây, nếu có lang nhân tộc cho chúng ta chống lưng. Chúng ta đầy vinh ra ít nhất sẽ không sợ hãi như vậy nhiều, mà. Người trước sau lại muốn đi giữ gìn một cái một bậc dị nhân. Vinh tam tỷ thật sự khó có thể lý giải, vì cái gì không trực tiếp đuổi đi hắn, muốn. Biết nguyên nhân sao? Lạc Trần dùng hơi mang hài hước thần sắc nhìn nhìn Vinh Tam Tỷ cùng Vinh. Tứ gia, kỳ thật không chỉ có là Vinh Tứ gia cùng Vinh Tam Tỷ chính là toàn bộ trong đại sảnh các vị đại lão cũng đều phi thường muốn biết nguyên nhân, rốt. Cuộc này quá không phù hợp lẽ thường, như thế nào đều không thể lựa chọn Lạc Trần a, bởi vì hắn không dám, cái gì? Bởi vì hắn không dám, đường đường cao ly đệ nhất nhân. Đệ nhất cao thủ sẽ sợ một cái một bậc dị nhân, đây là đang nói đùa lời nói sao, nhưng là vinh tại. Húc không có hé răng, không có phản bác. Cam chịu, đại ca, hắn nói, đại ca, người chẳng lẽ không biết ngày đó ở trong yến hội hai cái bất nhập lưu tên côn đồ hắn đều ứng phó không được sao? Đại ca, người sợ hắn làm gì? Chỉ là giọng nói này vừa ra, bỗng nhiên toàn bộ đại sảnh một trận chấn động. Ngay sau đó kia phiến 3 mét rất cao, ngày thường muốn vài một nhân tài có thể đẩy ra đại môn phanh mà một tiếng trực tiếp ngã xuống đất phanh, thật lớn tiếng vang cả kinh mọi người hoảng sợ, bụi mù tan đi ánh đèn đều ảm đạm vài phần ngoài cửa đứng một cái hán tử cái kia hán tử ăn mặc một kiện áo ba lỗ màu trắng lộ ra hai điều cực đại vô cùng cánh tay kia hai điều cánh tay không chỉ có so giống nhau người đùi đều thô chính yếu chính là phiếm kim loại lạnh lẽo ánh sáng thậm chí có thể nói phảng phất chính là một đôi kim loại cánh tay đông á quyền thần đông á quyền thần tới đây chính là một vị quốc tế cự đầu có hiển hách chiến công nghe nói đã từng thâm nhập đông á hải vực bên này xuất hiện một con dị thú hoặc là nói là yêu thú đông á quyền thần lẻ loi một mình đi trước hải vực đuổi giết kia đầu dị thú trên đường không ngừng đánh chết tòa đầu kinh búng tay gian đánh chết từng con tòa đầu kinh thậm chí nhiễm hồng một tảng lớn hải vực kia phiến hải vực vài tháng đều là màu đỏ hơn nữa nghe nói toàn thế giới một nửa ngầm quyền tái đều nắm giữ ở cái này nam nhân trong tay, trong tay hắn. Chính là có không ít chân chính quyền pháp ra cùng không ít chân chính hạt giống tốt, chính yếu. Chính là, nhân ra một đôi thiết quyền vô địch cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Dị năng thủy tinh công nghiệp vừa ra, cơ hồ không ai có thể đủ cùng chi địch nổi, hừ. Vinh tại húc, người quả nhiên ở. Đông Á quyền thần chậm rãi đi hướng trong đại sảnh mặt sợ tới mức rất nhiều người không ngừng sau này lui, thật là náo nhiệt a. À. Ngoài cửa lại lần nữa một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, các vị ta lại về rồi. Thanh âm này thình lình chính là đi mà quay lại Andre, bất. Quá ta là tới xem diễn cùng chê cười. Andre mang theo cười lạnh ta. Muốn nhìn, ngươi vinh tại húc là như thế nào bằng vào một cái một bậc dị nhân ngăn trở nhân ra. Quyền thần, ta cũng phải nhìn xem kẻ hèn một cái một bậc dị nhân, thật mẹ nó cho ngươi mặt đúng không? Chó con tử tử, một đạo lạnh băng thanh âm trực tiếp đánh gậy Andre trào phúng. Chương 523 hành hung. Trong đại sảnh tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Trần, đặc biệt là Vinh Tứ gia cùng. Vinh Tam tỷ đám người, thần sắc bên trong tràn ngập ngạc nhiên chi sắc. Lạc Trần đây là đang làm gì, tìm chết sao, dám như vậy cùng lang nhân tộc tiểu vương tử nói chuyện, người nói cái gì? Andre chính mình đều kinh ngạc, đầy mặt không thể tin được. Lạc Trần một cái một bậc dị nhân cư nhiên dám như vậy nói với hắn lời nói, hơn nữa chó con cũng. Không phải là chỉ là mắng hắn một người, mà là mắng toàn bộ lang nhân tộc A, à, đây chính là một câu là có thể rước lấy ngập trời đại họa. Hành vi, Vinh Hà Lạp kinh ngạc nhìn Lạc Trần, cuối cùng phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười, ở cái này mấu chốt thượng ở cái này trường hợp lạc trần cư nhiên dám như vậy mắng chửi người kim tố nghiên đây là coi trọng người vinh hà lạp hướng kim tố nghiên khinh miệt cười một bậc dị nhân thực lực cư nhiên dám như vậy khiêu khích andre loại này ngũ cấp dị nhân kim tố nghiên nhưng thật ra trực tiếp làm bộ không có nghe được thực dứt khoát không để ý đến vinh hà lạp nhưng là một bên vinh tam tỷ lại có chút khó có thể tìm nhìn vinh tại húc đại ca đây là ngươi tìm cao thủ cái này mấu chốt thượng, cư nhiên còn dám lại thụ cường địch ta. Tin tưởng chẳng sợ chính là ngươi cũng không dám như vậy cùng tiểu vương tử nói chuyện. Đi, nhưng là Vinh tại Húc vẫn luôn an tĩnh đứng ở Lạc Trần bên người không có mở miệng nói. Chuyện, thái độ thập phần cung kính, mà Andre thật sâu hít một hơi. Trong mắt sát khí kinh thiên, một phen đẩy ra che ở trước mặt hắn một người, đi ra ta. Muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn andre nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói hơn nữa đã lộ ra lang nhân nhất tộc răng nanh nha chó con nhe răng lạc trần chậm gì gì mở miệng nói nguyên bản lấy hắn hiện giờ thân phận địa vị kỳ thật không nên cùng andre loại này tiểu bối so đo nhưng là andre lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lạc trần xác thật làm lạc trần cảm thấy có chút phiền người thật sự ở tìm chết andre khí tặc hắn đường đường lang nhân nhất tộc hận nhất người khác mắng bọn họ là cẩu. Hơn nữa huống chi hắn vẫn là lang nhân tộc tiểu vương tử, Andre trực tiếp thứ lạp một tiếng xé. Rách nửa người trên quần áo, lộ ra cực kỳ kiện thạc cơ bắp, đồng thời trên mặt đất bụi mù. Bốn phía bàn ghế đều ở không chịu khống chế run rẩy. Này chỉ là Andre một tia sát khí mà thôi, rất nhiều đại lão trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ngay cả một bên xem náo nhiệt đông á quyền thần đều không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua. Andre, này lang tộc tiểu vương tử rõ ràng chỉ có ngũ cấp dị nhân thực lực. Cứ nhiên có thể phát ra lục cấp dị nhân cái loại này khí thế. Lang nhân tộc quả nhiên không thể khinh thường, này cổ khí thế làm rất nhiều người kinh tủng. Cũng làm vinh tứ ra đám người mang theo cười lạnh nhìn về phía lạc trần, ngươi. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, là cảm thấy ta chỉ là một cái một bậc dị nhân. Lạc trần cũng đứng lên, mặt vô biểu tình, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được. Lạc Trần sinh khí. Chẳng lẽ không phải sao, giống ngươi loại này một bậc dị nhân nên nhận rõ chính mình địa vị. Quỳ dạp trên đất thượng, cung kính nhìn ta, giống. Ngươi loại này một bậc dị nhân, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng, ngươi. Nói rất đúng, ta xác thật là một cái một bậc dị nhân. Ngoài dự đoán, Lạc Trần chậm rãi mở miệng nói, nhưng là lời này lại trực tiếp làm ở đây những. Cái đó đại lão đều ngạc nhiên, đại ca, ngươi rốt cuộc đang làm gì? vinh tam tỷ đều tức giận hiện tại đông á quyền thần đã tới mà vinh tại húc cư nhiên còn đứng ở cái này một bậc dị nhân trước mặt che chở cái này một bậc dị nhân chẳng lẽ trông cậy vào cái này một bậc dị nhân đánh chạy đông á quyền thần có lẽ phía trước mọi người đều đã biết chuyện này nhưng là hiện giờ lạc trần chính miệng thừa nhận như vậy sự tình chẳng khác nào chứng thực kim tố nghiên nghe thấy được đây là ngươi cái gọi là tin tưởng hắn một cái một bậc dị nhân thật là lợi hại a à. vinh hà lạp khinh thường cười lạnh một tiếng nhưng là lạc trần bỗng nhiên chuyện vừa chuyển ta lạc trần đã biến mất lạc vô cực cũng không phải ngươi một cái chó con tử có thể khiêu khích phanh đông bụi mù đầy trời không có người thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì chỉ có thể ở đầy trời bụi mù bên trong nghe được khụ 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 ho khan thanh không ngừng truyền ra tới, chờ bụi mù tan đi. Một cái thật lớn hố sâu bên trong, tiểu vương tử Andre đầy miệng là huyết. Cả người bộ dáng phi thường thê thảm quỳ trên mặt đất. Hồn run dày chính phát ra ngao ngao tiếng giống giận, bên cạnh có đoạn rớt một viên răng nanh. Còn có vỡ vụn một tiết lang chảo, mà hắn trên đầu có một chân. Đó là lạc trần chân, giờ phút này lạc trần đạp lên Andre trên đầu làm andre dùng hết toàn lực cũng đứng dậy không nổi sao có thể vinh tứ gia vinh tam tỷ đầy mặt không thể tưởng tượng đừng nói bọn họ chính là mãn chàng người đều ngây ngẩn cả người hắn không phải một bậc dị nhân sao tiểu vương tử không phải ngũ cấp dị nhân sao sao có thể đâu đồng lão giờ phút này cũng ở một bên hoảng sợ nhìn lạc trần hắn đây mới là nhìn lầm đừng nói những người này chính là tiểu vương tử andre chính mình cũng chưa làm rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này vinh hà lạp ngươi hiểu chưa kim tố nghiên mở miệng chào phúng một câu ngươi hiểu chưa sao có thể đâu vinh hà lạp hai mắt không thể tưởng tượng nhìn một màn này nhìn bị lạc trần đạp lên dưới chân andre nàng lựa chọn nam nhân lang nhân tộc tiểu vương tử andre giờ phút này lại bị đạp lên dưới chân mà bị nàng khinh thường nam nhân kia lại lấy người thắng tư thái, hoặc là nói lấy tuyệt đối bá đạo tư thái. Dẫm lên tiểu vương tử, một màn này giống như mộng ảo. Một màn này không nên là trái lại mới đúng không, kêu. Cào nửa ngày, ngươi liền làm ta động thủ tư cách đều không có. Lạc Trần nhìn chằm chằm Andre mở miệng nói, hơn nữa Lạc Trần nói không tối. Hắn vẫn luôn dùng chính là chân, cho. Nên, ngươi làm phản một việc là ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng, ta. Là lang nhân tộc tiểu vương tử, ngươi sẽ bị lộng chết, phanh, đi. Ngươi lang nhân tộc tiểu vương tử. Lạc Trần trực tiếp một chân đem Andre đá bay đi ra ngoài. Trực tiếp đông mà một tiếng tạp đến trên tường, tường đều bị tạp nứt ra ta. Không phải cha mẹ ngươi, càng không phải ngươi ra ra, ta cũng sẽ không quán ngươi. Lạc Trần chậm rãi đi hướng ngã ngồi ở toái gạch Andre, giờ phút này Andre thật sự thực chật vật. Cùng thê thảm, vừa mới Lạc Trần này một chân nhưng không nhẹ đá đến ngực hắn đều sụp đổ đi vào thật lớn một khối giờ phút này Andre mãnh liệt một ho khan màu đen nội tạng đều ho khan ra tới vài khối cẩu thích nơi nơi loạn phệ ta lý giải nhưng là ta không quá thích ngươi này cẩu phanh lạc. Trần đi ra phía trước lại lần nữa một chân trực tiếp đem Andre làm như bóng cao su giống nhau đá bay đi ra ngoài tạp hướng về phía mặt khác một mặt tường toàn trường đều thực an tĩnh sở hữu cao ly đại lão bọn người trợn mắt hà hốc mồm. Hoặc là nói đều mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn về phía lạc trần, hiện tại mọi người mới hiểu. Được chân chính tàn nhẫn người là bộ dáng gì? Biết cái gì kêu cấp mặt không biết xấu hổ sao? mươi 524 cho ngươi cái lời khuyên. Đây là các ngươi trong miệng không ai bì nổi tiểu vương tử. Lạc trần một chân đem Andre đá đến đại sảnh giữa. Andre như là một cái chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, động đều không động đậy, ở ta trong mắt chỉ là một cái cẩu mà thôi. Lạc Trần vỗ vỗ tay, ngạo thị toàn trường, nhưng là lời này, lại giống như hung hăng một cái tát. Trực tiếp đánh vào mọi người trên mặt, đặc biệt là Vinh Hà Lạp, đứng ở cửa cách đó không xa. Giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, nàng phía trước chính là tuyên bố Lạc Trần cấp Andre sách giày đều. Không xứng, nhưng là hiện tại đâu, Andre ở Lạc Trần dưới chân liền đánh trả cơ hội đều không có, căn bản là không phải một cái cấp bậc mà ở tràng mặt khác cao. Ly đại lão tỉ như đồng lão đám người cũng xấu hổ cúi đầu, vừa mới lạc trần đánh hắn. Hắn còn không phục nhưng là hiện tại hắn phục. Nhân ra không có giết hắn đã xem như nhân từ, đồng. Lão, người không phải luôn miệng nói hắn chỉ là một cái một bậc dị nhân sao? Có đại lão chất vấn nói, nhưng là này lại làm đồng lão nghẹn đỏ mặt cũng nói không ra lời, đồng lão, người lầm ta không cạn. Vị này đại lão hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng lão, xem như cùng đồng lão hoàn toàn quan hệ tan vỡ. Hắn hôm nay tới vốn dĩ chính là tính toán tới kết giao lạc trần, kết quả nửa đường lại bị đồng. Lão kéo đến một bên, lời thề son sắt báo cho hắn lạc trần như thế nào như thế nào bất kham. Mà Andre như thế nào như thế nào lợi hại cuối cùng liền tĩnh tâm chuẩn bị lễ vật đều đưa cho andre nhưng là hiện tại cái gì mới là sự thật đâu nếu ngươi có như vậy bản lĩnh ngày đó vì cái gì muốn chịu đựng kia mấy tên côn đồ vinh tam tỉ nghi hoặc nói đúng vậy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lạc trần đặc biệt là lúc ấy ở đây những người đó lúc ấy lạc trần liền như vậy bị mấy tên côn đồ mang đi đó là kiểu gì mất mặt sự tình nếu lạc trần có bổn sự này lại vì cái gì phải làm ra loại chuyện này đâu, bang. Vang dội cái tát vang lên, Lạc Trần cách không chờ tay chính là một bạt tai ném ở Vinh Tam tỷ. Trên mặt ta Lạc Mỗ làm việc còn cần cùng ngươi giải thích. Lạc Trần cười lạnh một tiếng, này một cái tát đánh Vinh Tam tỷ mặt đều tím, họ. Lạc, ngươi đừng ỷ thế hiếp người, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Vinh Tứ gia bỗng nhiên đứng ra mở miệng nói, tiểu Vương tử phụ thân lập tức tới đây, ngươi hôm nay đã sấm hạ di thiên đại họa. Vinh tứ gia cầm di động mở miệng nói. Hắn vừa mới nhận được tin nhắn, tiểu vương tử phụ thân đang ở tới rồi trên đường. Hơn nữa hắn đã thông chi đối phương. Tiểu vương tử ở chỗ này bị người hành hung sự tình, này trực tiếp cho Vinh tứ gia một cái thuốc. An thần, rốt cuộc kia chính là lang vương chi tử. Liệt thác phu, kia chính là chân chính quốc tế cự đầu ở toàn bộ quốc tế thượng đều là bài đắc thượng hào nhân vật liệt thác phu muốn tới đông á quyền thần mày đều là vừa nhíu cảm giác được một cổ áp lực bởi vì nếu một khi liệt thác phu tới hắn cũng không dám chính diện cùng liệt thác phu phát sinh xung đột đại ca mặc kệ hắn thực lực có bao nhiêu cao nhưng là andre dù sao cũng là lang nhân tộc tiểu vương tử hiện giờ hắn đánh tiểu vương tử tương đương là đắc tội toàn bộ lang tộc chúng ta cùng hắn đến gần một chút lang tộc khẳng định sẽ giận chó đánh mèo với chúng ta hơn nữa hiện giờ đông á quyền thần cũng ở chỗ này tuy rằng hắn thực lực đích xác không tồi nhưng là ta không cho rằng hắn có thể cùng đông á quyền thần gọi nhịp vinh tứ gia cười lạnh một tiếng lời này nói không tồi tuy rằng ngươi là vinh ra người nhưng là bằng ngươi những lời này ta liền có thể thả ngươi một con đường sống Đông Á Quyền Thần ôm cánh tay ngạo nghễ mở miệng nói, tuy rằng vừa mới Lạc Trần bày ra ra nghiền. Áp Andre thực lực, nhưng là Đông Á Quyền Thần lại âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng Lạc Trần thực lực có thể cùng chính mình chống chọi, bởi vì nếu vừa mới. Đổi làm là hắn ra tay nói, đệ nhất hạ cũng đã đem Andre đánh chết, nơi nào còn sẽ cho cái này. Tiểu sói con nói chuyện cơ hội, cho nên hắn đối Lạc Trần thực lực tuy rằng có nhất định tán thành nhưng là ở hắn xem ra. Lạc Trần phải làm đối thủ của hắn nói, kia còn kém xa, đại ca Tam Tư A. À. Vinh Tam Tỷ cũng mở miệng khuyên nhủ, ngươi, nếu giúp ta, ta có thể cho ta ba bảo hộ các ngươi vinh ra. Andre trên mặt đất giờ phút này khôi phục một chút thần trí. Vừa mới hắn đều bị Lạc Trần đánh có chút mau choáng váng đi qua, giờ phút này mới thật vất vả. Khôi phục một chút thần trí, lời này làm Đông Á quyền thần đều có chút lùi bước bởi vì nếu thật sự liệt thác phu nhúng tay hắn cùng vinh ra sự tình sợ là hoặc là thỉnh hắn sư phụ ra mặt hoặc là hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đại bá sự tình quan vinh ra sinh tử tồn vong còn thỉnh ngươi lo lắng nhiều suy xét a à. vinh hà lạp cũng đứng ra mở miệng nói đại bá ngươi cần phải nghĩ kỹ đông á quyền thần sau lưng nhưng còn có một vị siêu cấp quốc tế cự đầu nam thiền thượng nhân vinh hà lạp lại lần nữa nhắc nhở nói trước không nói này họ lạc có thể hay không đủ cùng đông á quyền thần chống lại liền tính có thể chẳng lẽ hắn còn có thể đánh bại nam thiền thượng nhân sao vinh hà lạp lý tính phân tích nói đại bá ta thừa nhận ta không có nghe ngươi lời nói trực tiếp xem nhẹ họ lạc nhưng là ta không ngốc liền tính họ lạc lại lợi hại còn có thể cùng nam thiền thượng nhân địch nổi không thành mà tiết quốc lang vương đâu chỉ có bọn họ có thể bảo hộ ta vinh ra Vinh Hà Lạp tận tình khuyên bảo mở miệng nói. Cầm miệng, Vinh Tại Húc một tiếng hét to, đại ca, đại ca. Vinh Tứ ra cùng Vinh Tam Tỷ trăm miệng một lời mở miệng nói, hết. Thầy đều nghe lạc tiên sinh quyết đoán. Vinh Tại Húc nói xong câu đó liền không có nói nữa, hảo, hành, ta rời khỏi Vinh ra. Vinh Tứ ra bằng không lạnh lùng mở miệng nói, ta cũng rời khỏi Vinh ra. Vinh Tam Tỷ cũng lạnh lùng mở miệng nói không phải chúng ta vô tình mà là vinh ra căn bản là không có nửa điểm phần thắng vinh hà lạp cũng tỏ thái độ hảo hy vọng các ngươi đừng hối hận vinh tại húc mặt vô biểu tình nhưng là nhìn ra được tới hắn ở cực lực khống chế chính mình lửa giận đại ca sẽ hối hận người là ngươi vinh tứ ra thở dài một tiếng hắn nói không sai sẽ hối hận người là ngươi đông á quyền thần đã chậm rãi đi ra đem ánh mắt nhìn về phía Vinh Tại Húc xem diễn cũng nhìn đã nửa ngày. Đông Á quyền thần cũng không quá xác định liệt thác phu rốt cuộc có thể hay không tới. Hơn nữa, rốt cuộc có thể hay không nhúng tay hắn cùng Vinh ra sự tình, nhưng là hắn đích xác nên. Động thủ, bằng không muộn tắc sinh biến, lạc. Tiên sinh, Vinh ra tay vạ đến nơi, còn thỉnh lạc tiên sinh không so đo hiểm khích trước đây. Hộ ta Vinh ra chu toàn. Vinh tại húc thực thành khẩn mở miệng nói, tự nhiên ta đáp ứng ngươi lạc trần chậm rãi đứng dậy lạc trần này nhất cử động ở đây mặt khác đại lão nhưng thật ra không nói thêm gì di độc vinh tứ ra chờ mấy người khinh thường lắc đầu nhìn che ở chính mình trước mặt lạc trần đông á quyền thần cũng đi theo cười lạnh xua xua tay nói có lẽ ngươi không biết ta là ai nhưng là ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi quyền thần hai chữ phân lượng rất nặng cho nên ta cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi tốt nhất vẫn là tránh ra. Ta đây cũng cho ngươi một câu lời khuyên, ở ta không có động thủ phía trước. Ngươi tốt nhất quỳ xuống nhận sai. Lạc Trần cũng đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói. mươi 525 ta đã tôn trọng ngươi. Hừ, xem ra ngươi thật sự không quá minh bạch quyền thần này hai chữ đại biểu cho cái gì. Đông Á quyền thần ôm cánh tay, hai tay lập lè một cổ lạnh lẽo kim loại ánh sáng, vứt bỏ hắn dị năng không nói, hắn từ nhỏ liền bái nam thiền thượng nhân vi sư. Ở Thái Lan một tòa cổ tháp bên trong tu hành, không chỉ có đem thái quyền loại này ẩu đả kỹ năng. Luyện đến nỗi hỏa ngây thơ nông nỗi, còn đem bắt cách đấu. Brazil nhu thuật trở hiện đại kỹ xảo luyện đến không thể tưởng tượng nông nỗi, cho nên hắn mới. Có thể bị xưng là quyền thần, lý lão đại, đông á quyền thần thật sự như vậy khủng bố sao? một vị trương họ đại lão hướng bên cạnh mặt khác một vị lý họ đại lão mở miệng hỏi, vị này lý họ. Đại lão là cao ly tám đại cao thủ xếp hạng thứ bảy người. Cũng là một vị tinh thông quyền pháp người, đâu chỉ là lợi hại a à. Lý họ đại lão thở dài một tiếng, trong mắt mang theo nùng liệt kiêng kỵ chi sắc chính. Là ta xem lạc tiên sinh vừa mới ra tay không cũng thực sắc bén sao. Trương họ đại lão nghi hoặc nói, không giống nhau, ngươi có biết, Đông Á Quyền Thần 10 tuổi bắt đầu, hắn bồi luyện là ai sao, thành niên Bangladesh hổ, Lý họ đại lão chậm rãi mở miệng nói, cái gì? 10 tuổi liền cùng thành niên Bangladesh hổ vật lộn? Trương họ đại lão hiển nhiên cũng hoảng sợ, rốt cuộc đối với đại đa số người mà nói, 10 tuổi chỉ có thể xem như cái hài tử, nhưng là lúc ấy Vị này Đông Á quyền thần cư nhiên liền phải cùng Bangladesh hổ vật lộn này dữ dội đáng sợ, hắn. Bị dự vì trăm năm tới, nhất có thiên phú quyền pháp ra, ngươi. Cho rằng quyền thần đại biểu cho cái gì, hắn. Đệ tử trải rộng thế giới các nơi, vô luận Himalaya trên núi ẩn cư tàng dân. Vẫn là sông Nin bạn sa mạc vệ binh, thậm chí là địch bái hoàng thất vương tử. Đều có hắn đệ tử. Lý họ đại lão hiển nhiên đối này đó đều thực hiểu biết, huống chi hắn còn có thủy tinh công nghiệp cái này dị năng đâu, kia chẳng phải là. Trương họ đại lão lo lắng nhìn lạc trần, ai, kỳ thật có lẽ vinh lão đại chọn sai người. Lý họ đại lão lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bãi giữa, hắn thực không xem trọng lạc trần. Hoặc là nói căn bản liền không có xem trọng quá lạc trần. Mặc dù lạc trần vừa mới mới lấy nghiền áp tư thái hành hung Andre, mà bọn họ như vậy vừa nói liên quan vị kia trương họ đại lão cũng có chút lo lắng mà lúc này vừa lúc là đông á quyền thần câu kia ngươi khả năng không rõ quyền thần đại biểu cho cái gì rơi xuống đất thời điểm bớt quá chỉ là một ít công phu mèo quào thôi cũng dám vọng tự xưng vì quyền thần lạc trần lắc đầu hắn từng là tiên tôn ở tiên giới có vô số chân chính quyền pháp thần công tỉ như lục đạo luân hồi quyền khai thiên tích địa quyền từ từ này đó quyền pháp ngạo thế cửu trọng thiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thậm chí một quyền có thể đánh nát một cái đại giới, nhưng là đều không ngoại lệ. Không có cái nào người dám tự xưng quyền thần, hiện giờ một cái nho nhỏ phàm nhân. Vọng tự xưng vì quyền thần, Lạc Trần tự nhiên sẽ khinh thường. Nhưng là lời này vừa rơi xuống đất, rất nhiều người đều nhíu mày. Nhìn Lạc Trần âm thầm lắc đầu, bởi vì Lạc Trần lời này liền có chút cuồng vọng rốt cuộc kia chính là Đông Á quyền thần A, họ. Lạc liền tính ngươi lại như thế nào lợi hại. Nhưng là ngươi cũng không nên nói như vậy lời nói. Vinh Tứ Gia rất là kích động chỉ trích nói, ngươi. Trẻ tuổi, ngươi qua, ngươi xác thật có điểm thực lực. Nhưng là ngươi không nên như thế nhục nhã với ta. Đông Á quyền thần hai mắt một mảnh băng hẳn, không? Ngươi sai rồi, ta cũng không có nhục nhã ngươi, trên thực tế ta đã xem như khen ngươi rốt cuộc ta không có nói thẳng ngươi là cái rác rưởi. Lạc Trần rất là bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là lời này ở to như vậy đại sảnh bên trong. Đã không có người nói thêm nữa cái gì, chính là phía trước một ít duy trì Lạc Trần người. Giờ phút này cũng đều cau mày nhìn về phía Lạc Trần, này đã không phải quá mức ngươi. Sẽ thực hối hận nói những lời này. Đông Á quyền thần cơ hồ là gần từng chữ một cắn răng mở miệng nói, ta, là có chút hối hận kỳ thật ngươi kia cái gọi là quyền pháp ở ta trong mắt nó đích xác chính là cái rác rưởi làm trò đông á quyền thần mặt nói hắn quyền pháp là rác rưởi chẳng sợ chính là đông á quyền thần sư phụ nam thiền thượng nhân tới cũng không dám nói như vậy lời nói đi rốt cuộc nhân ra lại nói như thế nào cũng là quyền thần a à, không phục đúng không cho ngươi một cơ hội ta cũng dùng quyền pháp cùng ngươi đánh lạc trần ngạo nghễ nhìn đã tức giận đến phát run đông á quyền thần những lời này lạc trần nói chính là lời nói thật nhưng là đối với đông á quyền thần tới nói lại là ở vũ nhục hắn không chỉ có khinh thường hắn quyền pháp còn phải dùng hắn nhất am hiểu quyền pháp cùng hắn đánh này lý lão đại ngươi nói này lạc tiên sinh có phải hay không điên rồi trương họ đại lão loại này người ngoài nghề đều cảm thấy lạc trần lời này có chút quá mức ai người không biết không sợ a à, ngươi xem hắn mới bao lớn hắn biết cái gì lý họ đại lão thở dài một tiếng lắc đầu nói nguyên bản lạc trần hành hung andre còn làm lý họ đại lão lau mắt mà nhìn một phen nhưng là hiện tại này phiên cuồng vọng ngôn ngữ lúc sau lý họ đại lão liền cảm thấy lạc trần thật là quá không biết trời cao đất rộng chính là ông nội của ta tới cũng không dám cùng hòa giải đông á quyền thần so nắm tay này họ lạc thật sự quá cuồng. Andre giờ phút này đã bị đỡ đến một bên. Bất quá như cũ dị thường chật vật toàn bộ châu Á, ai dám nói cùng hắn so nắm tay, thật. Là dõng dạc người bên cạnh nói rất đúng, toàn bộ châu Á. Người là cái thứ nhất dám nói cùng ta so nắm tay người, ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Đông Á quyền thần tiếng nói vừa dứt mà. Bỗng nhiên đột nhiên nhất dẫm mặt đất, tức khắc dầm một tiếng, sàn cẩm thạch nổ tung theo sau trực tiếp bị đánh bay đi lên. ngay sau đó chính là một đôi lập lòe màu ngân bạch quang mang thiết quyền triều lạc trần đánh. qua đi đông kịch liệt tiếng đánh làm bốn phía pha lê rầm rầm trực tiếp làm vỡ nát mà khí lãng. trực tiếp ném đi một đám người. di đông á quyền thần nhẹ di một tiếng khó trách dám như vậy cùng ta nói chuyện nguyên lai like là thật sự có tài không tối. có thể tiếp được ta một quyền mà cánh tay không có đoạn đông á quyền thần tán thưởng một tiếng bớt quá ta vừa mới chỉ là nhiệt thân cũng không có nghiêm túc những lời này rơi xuống đất đông á quyền thần lại lần nữa vọt đi lên đông lúc này đây lực đạo càng đủ lực đánh vào lớn hơn nữa toàn bộ kiến trúc đều có chút lay động rất nhiều người cũng đi theo có chút đứng thẳng không xong lúc này đây đông á quyền thần hơi có chút nhíu mày bởi vì hắn sử dụng năm phần lực đạo nhưng là lạc trần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ chút nào chưa động, này liền có chút không hợp với lẽ thường, quản. Ngươi nhiều như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn chờ ta chân chính công kích. Đông Á quyền thần lúc này đây nổi giận, nháy mắt khinh thân mà thượng. Một đôi nắm tay cơ hồ lập lòe cháy hoa, đông, 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 dày đặc nắm tay rơi xuống. Tựa như hạt mưa giống nhau, 300 quyền, 1 ngàn, 5 nghìn, 8 nghìn, 1 vạn. Có người ở số, lộ ra hoảng sợ chi sắc ngắn ngủn 30 giây. Đông Á quyền thần cơ hồ đánh ra một vạn quyền, này dữ dội khủng bố, nhưng là càng khủng bố chính. Là, mỗi một quyền đều bị lạc trần tiếp được, đây là ngươi toàn lực. Hy vọng ngươi còn có hậu tay, bằng không ngươi khiến cho ta thất vọng rồi. mươi 526 Trấn Long quyền Pháp, ngắn ngủn 30 giây đánh ra một vạn quyền, không phải ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Giờ phút này nghe được có người đếm ra tới tất cả mọi người hoảng sợ, này đã sớm siêu việt nhân thể cực hạn, thậm chí ở dị nhân giới. Này cũng tuyệt đối xem như làm người cảm thấy khiếp sợ sự tình, rốt cuộc chỉ có 30 giây thời. Gian, đánh ra một vạn quyền, đây là so gát linh còn muốn mãnh, nhưng là chân chính làm người cảm. Thấy đáng sợ chính là Lạc Trần, bởi vì Đông Á quyền thần đánh ra nhiều ít quyền. Lạc Trần liên tiếp được nhiều ít quyền, một quyền không nhiều lắm một quyền không ít, Đông Á quyền thần giờ phút này kéo ra khoảng cách. Ngực phập phòng không chừng, ngắn ngủn 30 giây đánh ra một vạn nhiều quyền. Mặc dù đối với hắn tới nói cũng là một loại cực kỳ thật lớn tiêu hao, nhưng là hiện tại hắn lại rất kinh tủng, bởi vì Lạc Trần đem hắn sở hữu nắm tay toàn bộ đều tiếp được chuyện. Này không có khả năng, ta vừa mới lấy bất đồng góc độ, bất đồng tốc độ thậm chí còn có hư quyền đánh ra tổng cộng một vạn ba nghìn bốn trăm tám mươi tám quyền người sao có thể toàn bộ tiếp được hiền nhiên vừa mới đếm đếm người cũng không có số ra chân chính chuẩn xác con số đông á quyền thần không ngừng đánh ra một vạn quyền không có gì không có khả năng lạc trần chậm rãi mở miệng nói phẳng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình tỉ như chỉ là duỗi tay tiếp được một kiện ném lại đây quần áo giống nhau nhẹ nhàng tùy Ý, không ta không tin này tuyệt đối không có khả năng ta quyền pháp ngươi này không gọi quyền pháp thật sự lạc trần đánh gãy đông á quyền thần nói ha 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 ta này không gọi quyền pháp đông á quyền thần khuôn mặt đều vặn vẹo cuồng vọng tới rồi cực hạn đông á quyền thần cắn răng mở miệng nói người động cái gì gọi là thái quyền sao ngươi hiểu vật lộn brazil nhu thuật tinh túy sao ngươi hiểu nhân thể ra quyền phát lực góc độ sao Đông Á quyền thần chất vấn nói, không hiểu. Lạc Trần thực thản nhiên trả lời nói, không. Hiểu ngươi còn dám nói ta này không gọi quyền pháp. Đông Á quyền thần chào phúng nói, ngươi. Cho rằng ngươi tiếp được ta nắm tay, liền có thể như vậy cuồng vọng ngươi. Kiến thức quá mức nông cạn. Lạc Trần lắc đầu. Ta làm ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính quyền pháp. Lạc Trần những lời này vừa rơi xuống đất cả người trực tiếp nhảy lên sau đó một quyền đánh hướng về phía đông á quyền thần, này một quyền chất phát tự nhiên. Nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng là đông á quyền thần lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn có thể bằng vào luyện quyền nhiều năm kinh nghiệm cảm nhận được. Này một quyền cư nhiên có một tia nguy hiểm, nhưng là ngay sau đó hắn liền lộ ra một mặt cháo. Phúng, quá chậm, lạc trần này một quyền đích xác rất chậm chậm đến ở đây những cái đó người thường đều có thể nhìn đến lạc trần huy quyền quỹ đạo loại này nắm tay chẳng lẽ kêu quyền pháp đông á quyền thần chào phúng lạnh nhạt cười hơi hơi đem quay đầu đi tính toán tránh thoát này một quyền như vậy chậm một quyền chính là đổi cái người thường đều có thể tránh thoát huống chi là hắn nhưng là liền tại đây một quyền rõ ràng đã bị trốn rớt dưới tình huống đông á quyền thần thần sắc đột nhiên biến đổi, đồng tử không tự chủ được đột nhiên co rụt lại, đông, đông. Á quyền thần cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp tạp vào đối diện tường thể. Bên trong, cũng may này tường thể đủ hậu, mới không có bị tạp xuyên, sao có thể. Đông á quyền thần từ tường thể bên trong dãy rụa đi ra, không? Có khả năng, ta rõ ràng đã trốn rớt mà. Vị kia trương họ đại lão cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc này, này rốt cuộc sao lại thế này, vừa mới bọn họ thấy rõ, hoặc là nói tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Đông Á quyền thần rõ ràng đã trốn rất kia một quyền. Nhưng là vẫn như cũ vẫn là bị đánh chúng, không, này tuyệt đối không có khả năng. Đông Á quyền thần hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng cùng không thể tin được ta. Nói, luận quyền pháp, người liền mèo ba chân đều không tính là. Lạc Trần một bên bình tĩnh nói, vừa đi chậm rãi đi hướng Đông Á quyền thần, ngay sau đó lại là một quyền đánh ra này một quyền như cũ bình đạm không có gì lạ thoạt nhìn tựa như một người bình thường giống nhau chém ra một quyền một chút tốc độ lực lượng đều không có lúc này đây đông á quyền thần như cũ tính toán tránh thoát này một quyền nhưng lạt đông đông á quyền thần lại lần nữa bay đi ra ngoài lúc này đây lại lần nữa tạp chặt đứt một cái thật lớn đá cầm thạch cột đá cả người theo sau lại trên mặt đất quay cuồng vài vòng hơn nửa ngày hắn mới bỏ dậy Thoạt nhìn dị thường chật vật, đây là quyền thần. Lạc Trần chào phúng cười, mãn chàng trực tiếp an tĩnh, đường đường Đông Á quyền thần. Hảo xưng quyền thần người, cư nhiên tránh không khỏi đi Lạc Trần kia vô cùng đơn giản hai. Quyền, vừa mới còn ở lời thề son sắt châm chọc, thậm chí khinh thường Lạc Trần. Nhưng là giờ phút này lại bị đánh đến đầy đất quay cuồng, hơn nữa Lạc Trần chính là dùng nắm tay. Đánh, một màn này không thể nghi ngờ quá mức châm chọc, Đông Á quyền thần vừa mới đứng lên đông 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 lạc trần mỗi một quyền rơi xuống thoạt nhìn đều bình đạm không có gì lạ nhưng là mỗi một quyền đông á quyền thần đều tránh không khỏi đi cũng tiếp không được mỗi một quyền đều có thể đánh tới hắn trên mặt a à, đông á quyền thần bạo nộ rồi hắn đường đường quyền thần thân kinh bách chiến nhưng là chưa từng có giống hôm nay như vậy chật vật quá bị một người dùng nắm tay đánh liền bò dạy cơ hội đều không có đây là xích quả quả nhục nhã chỉ là hắn vừa mới mới bạo giống một câu một viên cực đại nắm tay liền tạp đến trên mặt hắn đông đông á quyền thần lại lần nữa bị đánh nghiêng trên mặt đất ở trước mặt ta ngươi cũng có tư cách nói quyền pháp lạc trần lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất đông á quyền thần ngươi cũng có tư cách xưng quyền thần lạc trần sử dụng chính là tiên giới một môn gọi là trấn long quyền quyền pháp cửa này quyền pháp ở tiên giới không tính là đứng đầu. Nhưng là đừng nói Đông Á quyền thần loại này phàm phu tục tử. Chính là chân tiên đều không nhất định có thể trốn đến qua đi, hừ kia lại như thế nào. Đông Á quyền thần chậm rãi bò lên. Ta thừa nhận ngươi này quyền pháp đã xuất thần nhập hóa, thậm chí vượt qua tưởng tượng quyền. Pháp thượng tạo nghệ ta đích xác không bằng ngươi, đích. Sắc cửa này quyền pháp quá mức quỷ dị cùng bất phàm, hắn bất luận như thế nào trốn đều tránh không khỏi đi nhưng là kia lại như thế nào đông á quyền thần vỗ vỗ trên người hôi trên mặt lộ ra khinh thường giờ phút này nhìn lại hắn toàn thân đều đã thủy tinh công nghiệp cả người thoạt nhìn giống như sắt thép đổ bê tông mà thành giống nhau cứng rắn cường hãn ta tránh không khỏi đi cũng không quan hệ bởi vì ta toàn thân đều có thể thủy tinh công nghiệp ngươi có thể bị thương ta mảy may đông á quyền thần khinh miệt mở miệng nói đích xác lạc trần vừa mới đã mười mấy quyền đánh đi ra ngoài cũng toàn bộ đều đánh chúng nhưng là trừ bỏ đem đông á quyền thần đánh bay ở ngoài giống như cũng không có tạo thành cái gì thực chất thượng thương tổn ai tương đương trương họ đại lão thở dài một tiếng hắn tuy rằng quyền pháp tạo nghệ có lẽ thật sự cực cao thậm chí hiếm thấy rốt cuộc liền đông á quyền thần đều tiếp không được hắn nắm tay nhưng là lại không có bất luận cái gì thực chất tính lực sát thương loại đồ vật này trung quy có hoa không quả a à? trương họ đại lão lời bình nói không gây thương tổn người nắm tay trung quy vô dụng a à? đến đây đi ta có thể sống sờ sờ đem ngươi mệt chết đông á quyền thần giờ phút này đã hóa thành một cái sắt thép người hắn đối chính mình phòng ngự cực kỳ có tin tưởng bởi vì đã từng hắn chính là ở đạn đạo nổ mạnh bên trong sống sót người cái lại này đạn đạo nổ tung đều không thể thương hắn, huống chi Lạc Trần nắm tay. Ta tưởng ngươi lầm một việc. Lạc Trần khóe miệng xẹt qua một mặt châm chọc. Chương 527 cho ngươi cơ hội thì đã sao? Ta tưởng ngươi lầm một việc, đó chính là từ bắt đầu đến bây giờ. Ta chưa bao giờ dùng sức ra quá quyền. Lạc Trần ngạo nghễ mở miệng nói, cái gì, chưa bao giờ dùng sức ra quá quyền, tuy rằng vừa mới đông. Á à, quyền thần nói Lạc Trần nắm tay không có lực sát thương nhưng là kia cũng giới hạn trong đông á quyền thần loại này có thủy tinh công nghiệp dị năng người a nếu là thay đổi người khác ngươi đi lên thử xem một giây chung đánh bạo ngươi nhưng là lạc trần cư nhiên nói hắn không dùng lực lý lão đại hắn thật sự không dùng lực sao trương họ đại lão có chút không thể tưởng tượng mở miệng nói hắn vừa mới còn từng lời bình quá lạc trần loại này quyền pháp mặc dù lợi hại nhưng là cũng không gây thương tổn người, giờ phút này nghe được Lạc Trần nói như vậy. Tự nhiên có chút nghi hoặc rốt cuộc hắn không phải chuyên nghiệp là, ngươi cảm thấy đâu? Lý họ đại lão hử lạnh một tiếng, ta cảm thấy không có khả năng đi. Trương họ đại lão do dự nói, kia không phải được, hảo hảo nhìn đi. Hắn thực mau liền phải bại bởi Đông Á quyền thần, Đông Á quyền thần có thể xưng bá Đông Á. Lại há là đơn giản dựa kia nắm tay, này. Họ là quá ngây thơ rồi, thật cho rằng quyền pháp tạo nghệ thượng có thể thắng quá đông á quyền. Thần, là có thể đủ thắng được trận chiến đấu này. Lý họ đại lão khóe miệng xẹt qua một mặt trào phúng lắc đầu nói, đông á quyền thần kia thủy tinh. Công nghiệp dị năng, lực phòng ngự có thể nói vô địch, loại này phòng ngự, đừng nói dựa nắm tay. Chính là tìm tới thần binh lợi khí cũng khó có thể phá vỡ, loại. Này thủy tinh công nghiệp dị năng thập phần hiếm thấy đi, đúng vậy có loại này thủy tinh công nghiệp dị năng. Cơ hồ có thể thừa nhận một lần đại hình đạn đạo oanh tạc. Người bình thường thật đúng là không gây thương tổn hắn. Rất nhiều ở đây dị năng đại lão mở miệng nghị luận nói, hừ, vậy ngươi dùng sức thử xem. Đông Á quyền thần chào phúng cười. Hắn đồng dạng không tin lạc trần vô dụng lực, điểm này hắn dám phi thường chắc chắn, ta. Nói ta không dùng lực chính là không dùng lực. Lạc trần xua xua tay nói, đừng xả những cái đó vô dụng ngươi quyền pháp đích xác không tồi nhưng là ngươi hôm nay không thắng được ta thật cho rằng chính mình sẽ một ít cao thâm quyền pháp liền vô địch ngươi thật cho rằng ta xưng bá đông á là nhặt được đông á quyền thần chào phùng ý vị mười phần theo ý ta tới ngươi này phòng ngự thật sự không đáng giá nhắc tới lạc trần như cũ thực bình tĩnh người này cũng có thể đủ gọi là phòng ngự lạc trần động tốc độ quá nhanh mau đến người bình thường cũng chưa thấy rõ buồn cười đến cực điểm đông lúc này đây đông á quyền thần trên mặt nháy mắt hoảng sợ nhưng là chậm lạc trần này một quyền rơi xuống trực tiếp đánh tới hắn trên mặt hắn giờ phút này không được đầy đủ thân đã thủy tinh công nghiệp đừng nói xương cốt chính là liền kinh mạch đều đã thủy tinh công nghiệp nhưng là hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên mặt xương cốt cắt đứt đông đông, lạc trần trực tiếp ninh khởi đông á quyền thần. Đột nhiên hướng trên mặt đất một tạp theo sau mưa to nắm tay rơi xuống. Mỗi một quyền đánh tiếp đều phụt ra ra màu đỏ tươi hỏa hoa, mỗi một quyền đi xuống đều giống như sắt thép giao kích giống nhau, thậm chí chấn rất nhiều người lỗ tai đều đổ máu, đây là ngươi dựa vào phòng ngự, bất kham một kích lạc. Trần hung hăng một chân dẫm đi xuống đông á quyền thần kia thủy tinh công nghiệp cánh tay trực tiếp đều biến hình cổ lực lượng này quá cường đại lạc trần giờ phút này cũng quá tàn bạo mỗi một quyền rơi xuống đi đông á quyền thần đều cảm giác là một tòa núi lớn sụp đổ ở trên người mình hắn tin hắn thật sự tin nhân ra lạc trần vừa mới đích xác không dùng lực giờ phút này hắn kia có thể chống đỡ được đại hình đạn đạo oanh tạc thủy tinh công nghiệp thân hình đều bị đánh biến hình mãn chàng lại lần nữa yên tĩnh Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, vô luận là trương họ đại lão vẫn là lý họ đại. Lão, vô luận là Andre, vẫn là vinh gia người, quá cường hãn, người nam nhân này. Quá tàn bạo, mỗi một quyền rơi xuống, mặt đất đều ở run rẩy kiến trúc đều ở lay động. Phẳng phất muốn tùy thời sụp đổ giống nhau, chờ lạc trần dừng lại, Đông Á quyền thần đã bị đánh. Độ sâu hố bên trong, hơn nữa cả người đã cơ hồ không ra hình người, thủy tinh công nghiệp làn ra đều đã nứt ra rồi chảy ra màu ngân bạch thủy ngân giống nhau máu mãn chàng lặng ngắt như tờ rất nhiều đại lão đều cảm thấy kinh tủng vô cùng lý họ đại đầy mặt đỏ bừng vừa mới còn lời thề son sắt nói lạc trần không có khả năng thắng đông á quyền thần phòng ngự không có khả năng bị đánh vỡ nhưng là trong nháy mắt đông á quyền thần đã bị đánh ra chóc thịt bong một màn này quá mức châm chọc đặc biệt là vừa mới nghị luận những cái đó đại lão giờ phút này trên mặt nóng rát nhất châm chọc chớ quá đi Đông Á quyền thần chính mình, được xưng. Đông Á quyền thần, lại ở quyền pháp thượng bại bởi người khác, hảo xưng mạnh nhất thủy tinh công. Nghiệp phòng ngự, trực tiếp bị người ta đánh ra chóc thịt bong, quá. Yếu, chưa cho ta mang đến một chút kinh hỉ, thật làm ta thất vọng. Lạc Trần lắc đầu, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, sau đó xoay người. Tính toán hồi chính mình chỗ ngồi, đó là duy nhất không có bị chiến đấu lan đến địa phương. Cái bàn ghế dựa hoàn hảo, nhưng là Lạc Trần đích xác thực thất vọng. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn một chút này Đông Á quyền thần kia thủy tinh công nghiệp dị năng. Rốt cuộc có cứng rắn. Nhưng là này một giao thủ, Lạc Trần liền thất vọng phát hiện. Này thủy tinh công nghiệp cũng liền so bình thường sắt thép muốn cứng rắn như vậy ba bốn lần mà. Thôi, có lẽ đối với thường nhân tới nói đã xem như thực cứng rắn, nhưng là đối với hắn tới nói thật sự tựa như giấy giống nhau nhưng là lạc trần lời này lại kích thích tới rồi đông á quyền thần nguyên bản hắn đã bại muốn sát muốn xẻo đều có thể nhưng là những lời này lại làm hắn cảm thấy lạc trần là ở vũ nhục hắn khụ 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 ta không phục đông á quyền thần không ngừng ho ra máu sĩ khả sát bất khả nhục ngươi quá cuồng vọng đông á quyền thần một bên ho ra máu một bên mở miệng nói ta không có vũ nhục ngươi, ta chỉ là nói chính là lời nói thật, ngươi quá yếu. Sớm biết rằng liền không bồi ngươi lãng phí thời gian. Nhất chiêu giải quyết rớt ngươi đã khỏe. Lạc Trần xoay người mở miệng nói, họ, Lạc, ngươi thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch không thành. Đông Á quyền thần thần sắc giữ tợn nhìn Lạc Trần, chính. Lạc thật cho rằng chính mình đương thời vô địch không thành. Vinh Tứ gia ở một bên sen mồm nói, thiên hạ vô địch còn không dám nói rốt cuộc ta còn không có đánh biến thiên hạ nhưng là đương thời thật không mấy cái đủ tư cách làm ta đối thủ lạc trần lạnh lùng mở miệng nói lạc trần lời này vừa rơi xuống đất cao ly này này đó đại lão mày lại là vừa nhíu lạc trần thực lực đích xác rất lợi hại đây là rõ như ban ngày nhưng là lời này không khỏi liền cuồng không biên đi cái gì gọi là đương thời thật không vài người đủ tư cách làm ta đối thủ, này đã có thể có điểm khinh thường thiên hạ anh hùng ý từ Andre vừa nghe. Không khỏi hư lạnh một tiếng, sau đó chào phúng nhìn Lạc Trần, cũng chính là hắn ra ra không ở. Chỗ này, nếu là hắn ra ra ở chỗ này, sợ là Lạc Trần đầu đã sớm rất hảo. Người có loại, người có loại khiến cho ta đem sư phụ ta kêu lên tới. Đông Á quyền thần hoàn toàn bị chọc giận, Lạc Trần thật sự quá cuồng liền loại này lời nói đều dám nói, nhưng là Đông Á quyền thần lời này vừa rơi xuống đất. Mọi người thần sắc đều thay đổi, rốt cuộc Đông Á quyền thần sư phụ. Kia chính là đương thời tiếng tam lừng lẫy tiền bối danh túc. Là châu Á nhãn hiệu lâu đời quốc tế cự đầu, họ. Lạc, ngươi có loại liền chờ quyền thần sư phụ lại đây. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Vinh Tam tỷ cũng ở một bên mở miệng nói hảo ta liền cho các ngươi cơ hội này lại như thế nào? Lạc Trần cười lạnh một tiếng. mươi 528 chờ ta sư phụ tới. Lạc tiên sinh trăm triệu không thể. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Vinh Tại Húc đang nghe thấy những lời này lúc sau. Lập tức đứng ra ngăn cản nói, hiển nhiên hắn đối đông á quyền thần sư phụ cũng tương đối kiêng. Kỵ, rốt cuộc đó là hiểu rõ cực kỳ quốc tế cự đầu chi nhất. Hơn nữa nam thiền thượng nhân cực kỳ bênh vực người mình, nếu nếu là nhìn đến chính mình đệ tử. Bị đánh thành cái dạng này, như vậy chuyện này khẳng định vô pháp thiện, không? Có gì không thể, Lạc Trần xua xua tay nói, Vinh. Ra vài vị, các ngươi sở dĩ vẫn luôn lời thề son sắt đứng ở lang nhân tộc bên kia. Còn không phải là lo lắng Đông Á quyền thần sau lưng vị kia sư phụ nếu là ra tay. Ta sẽ ngăn không được sao, không tồi, họ, Lạc, ngươi thật sự làm chúng ta có chút lau mắt mà nhìn, nói thật ta đều có chút hối hận." Vinh Hà Lạp đứng ra mở miệng nói, "Không, thể không thừa nhận, chúng ta đích xác xem thường ngươi, phía Trước các nàng vẫn luôn cho rằng Lạc Trần là một cái kẻ lừa đảo, nhưng là cho tới bây giờ. Lạc Trần thật là một cái điệu thấp cao thủ, rốt cuộc hành hung Andre. Hành hung Đông Á quyền thần liền đã chứng minh rồi hết thảy, Lạc Trần thực lực đã không thể nghi Ngờ, nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng châu Á vị này đầu sỏ chống lại nói. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, quá tự đại. Vinh Hà lạp lạnh lùng mở miệng nói, cái. Lại này nhân vật quảng đại thần thông xa không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến. Vinh Tứ ra đứng ra đi theo lạnh lùng mở miệng nói, ngươi quá không đem dị nhân để vào mắt. Vinh Tam tỉ cười lạnh nói, không cần nhiều lời, ta cho các ngươi cơ hội này cho các ngươi nhìn xem, ngươi sợ hãi người, ở trước mặt ta có bao nhiêu buồn cười, đông. Á quyền thần sớm đã bát thông điện thoại kêu nam thiền thượng nhân, cái. Này họ là có chút thác lớn. Lý họ đại lão nhíu mày nói, tuy rằng hắn vừa mới nhìn lầm. Nhưng là lạc trần vừa mới những lời này đó, đừng nói hắn. Cơ hồ ở đây 80% người đều cảm thấy lạc trần quá cuồng, lý. Lão đại, này lạc trần có thể hành hung đông á quyền thần theo lý thuyết đông á quyền thần sư phụ hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu đi trương họ đại lão nghi hoặc nói hừ không sai biệt lắm căn bản không có biện pháp so hảo sao người thật cho rằng hắn có thể hành hung đông á quyền thần là có thể đủ chiến thắng nhân gia sư phụ buồn cười buồn cười đến cực điểm trương họ đại lão cười lạnh nói ngươi có biết dị nhân chi gian mỗi một tầng thực lực tranh lệch kia nam thiền thượng nhân được xưng bát cấp dị nhân mà này đông á quyền thần cũng chính là lục cấp đứng đầu dị nhân mà thôi kém hai cái cấp bậc tục ngữ nói một bậc nhất trọng thiên huống chi thất cấp dị nhân là dị nhân lớn nhất một cái đường danh giới thất cấp dị nhân dưới ở đối mặt thất cấp dị nhân hoặc là phía trên thời điểm căn bản liền động thủ cơ hội đều không có lý họ đại lão há mồm giải thích nói lời này tức khắc làm trương họ đại lão cũng nháy mắt trợn mắt hà hốc mồm. Kia nam thiền thượng nhân hiện giờ đạt tới bát cấp dị nhân, có thể nói. Trừ phi ngươi cũng là bát cấp dị nhân, nếu không ngươi ở trước mặt hắn. Liền động thủ cơ hội cùng tư cách không có, mà. Ngươi xem cái kia họ lạc vừa mới cùng Đông Á quyền thần đánh bao lâu, tuy. Rằng hắn nói là có thể nhất chiêu giải quyết, nhưng là ngươi tin sao, nếu. Đổi thành nam thiền thượng nhân. Sợ là một cái ngón tay là có thể đủ đem Đông Á quyền thần đánh chết hiện tại ngươi minh bạch này trong đó tranh lệch lý họ đại lão nói ra sự thật chân tướng ngươi thật cho rằng vinh tứ gia vinh tam tỷ đám người ngốc sao bọn họ làm gì muốn rời khỏi vinh gia đó là bọn họ tình nguyện rời khỏi vinh gia cũng không muốn tin tưởng cái này họ là có thể đánh bại nam thiền thượng nhân kỳ thật không chỉ có là trương họ đại lão như vậy tưởng ở đây rất nhiều người đều là như thế này cho rằng nhất làm giận chính là rõ ràng có thể ở chỗ này đem chuyện này giải quyết hắn lại một hai phải thác đại chờ nam thiền thượng nhân tới ta phỏng trừng vinh lão đại giờ phút này cũng thực hối hận đi rất nhiều người lắc đầu thật làm nam thiền thượng nhân tới còn phải cái loại này châu á quốc tế cự đầu gần nhất hôm nay tuyệt đối là muốn bắt lạc trần tế đao rốt cuộc gần nhất nam thiền thượng nhân đích xác bênh vực người mình thứ hai còn lại là đem nhân ra đệ tử đánh thành như vậy, cãi lại ra cuồng ngôn. Nhân ra mặt mũi hướng nơi nào gác, nhìn đến nơi này, rất nhiều người lắc đầu. Lạc trần này đã không còn là cuồng vọng, mà là ngu xuẩn, chờ. Xem, sư phụ ta nếu là tới, ngươi hôm nay sợ là sẽ vì ngươi tự đại trả giá thảm thống đại. Giới, kẻ hèn một cái vô danh hạng người, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, bang. Cách không chờ tay một bà tai, này một cái tát rất nặng đông á quyền thần cả khuôn mặt đều phải chịu lạn chớ nói ngươi chính là sư phụ ngươi tự mình tới hắn không dám như vậy cùng ta nói chuyện lạc trần trầm giọng nói hừ họ lạc có bản lĩnh ngươi chờ nhân ra sư phụ tới rồi ngươi lại nói lại này lời nói vinh tứ gia tuyên bố nói vừa dứt lời ầm vang phía chân trời một đạo màu đỏ quang mang trực tiếp rơi xuống dưới nhấc lên mãnh liệt âm bạo thanh nam thiền thượng nhân tới rồi màu đỏ quang mang tan đi bên trong đi ra một cái lão giả đều không phải là phật gia người nhưng là sau lưng rồi lại phật quang lão giả thần sắc nghiêm túc không giận tự uy tựa như một tôn uy nghiêm thần minh chỉ là kia phân khí thế đã sợ tới mức rất nhiều người kinh hồn táng đảm hừ có loại ngươi nói a à, có loại ngươi lại đem vừa mới nói một lần a à, ngươi không phải tự xưng vô địch sao, người không phải tuyên bố mặc dù nam thiền thượng nhân tới rồi. Người cũng không sợ sao, chạm thứ nhất ra tới không phải đông á quyền thần. Ngược lại là vinh tứ gia, nhưng là lạc trần không có nói tiếp. Mà là vòng có hứng thú nhìn một màn này, hừ. Lạc trần, ngươi lại lợi hại trung quy cũng quá tuổi trẻ. Ngươi nói đến ai khác kiến thức thiển bạc. Ta xem ngươi mới là cái kia kiến thức thiển bạc người vinh hà lạp cũng đứng ra mở miệng nói nàng đều minh bạch bát cấp dị nhân ý nghĩa cái gì nhưng là lạc trần lại không hiểu đại ca vinh ra xem như hoàn toàn hủy ở ngươi trong tay ai vinh tam tỷ mở miệng nói ta không biết ngươi vì cái gì phải tin tưởng hắn nhưng là ngươi cảm thấy hắn thật sự có thể cùng thượng nhân so sánh với giờ phút này đã là đêm tối nam thiền thượng nhân từ trên trời giáng xuống cả người lập lòe một tầng nhàn nhạt kim quang thoạt nhìn thật sự giống như thần minh mà nhìn xem lạc trần thật sự quá bình thường hay tương đối so đã không cần nhiều lời sư phụ ta tới ha 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 ngươi chết chắc rồi đông á quyền thần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói loại này vô cùng nhục nhã hắn hôm nay cần thiết muốn báo ngươi lại đánh ta thử xem họ lạc này hết thảy đều là ngươi tự tìm còn có sao lạc trần rất là bình tĩnh mở miệng nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía bất lận cái gì đối ta bất mãn người hiện tại đều có thể đứng ra ta cho các ngươi cơ hội ta lý mỗ cũng không quen nhìn ngươi lý họ đại lão trung quy vẫn là đứng dậy họ lạc ngươi thật sự quá cuồng vọng còn có ta lại có một người đứng lên còn có ta tiếp theo lại vài người đứng dậy là tưởng nhân cơ hội nịnh bợ nam thiền thượng nhân họ lạc bằng ngươi cũng xứng đuổi kịp người đánh đồng. mươi 529 hoàn toàn, những người này xong rồi, vẫn luôn đứng ở nơi xa không có mở miệng kim tại trung lắc đầu cháo. Phúng nói, này đó đứng ra người, hôm nay sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp, còn có sao? Lạc trần lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, hồi lâu lúc sau không có người lại mở miệng cũng không có người đi ra, nhưng là phía trước đã có mười mấy cao ly đại lão đứng dậy, ở bọn họ. Xem ra, hôm nay cái này họ lạc cùng vinh ra sợ là đều phải bị xóa tên, như vậy lúc này đơn giản. Đứng ra chiến đội, đảo hướng nam thiền thượng nhân bên này. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đủ kết giao thượng nam thiền thượng nhân như vậy thân. Nhân, thậm chí nói không chừng bởi vì giờ phút này tỏ thái độ ngày sau còn sẽ từ nam thiền thượng nhân nơi đó đạt được một ít chiếu cố kỳ thật đám người bên trong cũng còn có một bộ phận người ôm có loại suy nghĩ này chỉ là bọn hắn không có đứng ra mà thôi nghe người ý tứ này ngươi còn tính toán tìm ta thu sau tính sổ vinh tứ ra cười lạnh một tiếng lạc trần lời này nói giống như hắn chuyện quan trọng sau tìm những người này tính sổ cảm giác giống nhau ngươi không khỏi quá xem trọng chính mình đi hôm nay này một quan ngươi có thể quá lại nói những lời này đi, thu sau tính sổ. Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, không, ta đương trường liền có thể tìm các ngươi tính sổ. Lạc Trần lạnh một khuôn mặt nhìn nhìn những cái đó đứng ra người, hừ. Sư phụ ta đã tới, ngươi còn dám như vậy khoác lác mà không thấy ngượng. Đông Á quyền thần chỉ trích nói. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nhưng là Lạc Trần lại ở đám đông nhìn chăm chú dưới ánh mắt đi hướng đông á quyền thần sau đó một chân trực tiếp dẫm đến đông á quyền thần trên mặt này một động tác làm mọi người sửng sốt nhưng là để cho người giật mình cùng không thể tưởng tượng chính là nam thiền thượng nhân một chút động tĩnh đều không có đứng ở tại chỗ nhìn một màn này phảng phất không có thấy hoặc là phảng phất lạc trần dẫm không phải hắn đồ đệ giống nhau sư phụ sư phụ sư phụ đông á quyền thần hợp với giống to ba tiếng nhưng là nam thiền thượng nhân trước sau không có động, cái này làm cho mọi người nháy mắt sờ. Không rõ rốt cuộc sao lại thế này, Đông Á quyền thần cả người đều lộ ra không thể tưởng tượng. Thần sắc, hắn chính là hắn sư phụ thương yêu nhất đệ tử A, hơn nữa hắn sư phụ cực kỳ bênh vực. Người mình, bình thường đừng nói như vậy bị dẫm mặt chính là mắng một câu. Hắn sư phụ đều có thể vì hắn giết người. Nhưng là hôm nay, sư phụ ta ở bị người đánh, ngươi. Đông Á Quyền Thần tiếp tục ngạc nhiên nói, hắn hoài nghi chính mình sư phụ có phải hay không không có nhìn đến, thượng nhân, kia chính là ngươi đồ đệ a." À. Vinh Tam tỷ nhắc nhở nói, "Sư phụ." Đông Á Quyền Thần lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. Bởi vì Lạc Trần vừa mới dùng một chút lực dẫm chặt đứt hắn một chân, "Sư phụ, vì cái gì, sư?" "Phụ, ngươi nói chuyện a, à, trường hợp một mảnh yên lặng, thậm chí quỷ dị tới rồi cực hạn." nam thiền thượng nhân liền như vậy nhìn chính mình đồ đệ bị lạc trần đạp lên dưới chân không ngừng thét chói tay nhưng là nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện không chỉ có là đông á à quyền thần giờ phút này cảm thấy có chút không thích hợp chính là ở đây những người đó cũng đều cảm thấy sự tình có chút không thích hợp vì cái gì nam thiền thượng nhân không đối lạc trần ra tay thậm chí một câu đều không nói muốn biết vì cái gì sao lạc trần khẽ cười một tiếng mọi người đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lạc trần bởi vì ta không có làm hắn nói chuyện cho nên hắn không dám nói lời nào lạc trần đem ánh mắt nhìn về phía những cái đó đứng ra người sao có thể ngươi nói hưu nói vượn nhất phái nói bậy thượng nhân hắn đây là mạo phạm ngươi thượng nhân ngươi đương chém loại này khẩu xuất cuồng ngôn tổn hại ngươi danh dự hạng người loại này lời nói, ngươi đều dám nói, vẫn là làm cho thượng nhân mặt nói, họ. Lạc, ngươi này phân cuồng vọng, thật là thiên hạ ít có. Một đống lớn người sôi nổi chỉ trích nói. Hừ, cuồng vọng, Lạc Trần khinh miệt cười, "Nam, Thiền, ngươi nói cho bọn họ sự thật là cái gì? Sự thật là Lạc Thần nói rất đúng." Nam Thiền thượng nhân cúi đầu đối với Lạc Trần hành lễ, Nam Thiền gặp qua chủ nhân Nam Thiền lại lần nữa mở miệng nói, Nam Thiền gặp qua chủ nhân, Đông Á quyền thần đầu óc ầm vang. Lập tức liền nổ tung giống nhau cả người nháy mắt trước mắt trống rỗng, mà những người khác cầm. Đều mau rớt, mãn chẳng người giờ phút này miệng nháy mắt trương đến đại đại. Ngay cả Andre đều hai mắt chừng đến đại đại không thể tưởng tượng nhìn lạc trần, chủ nhân, vinh. Tứ gia gian nan quay đầu, nhìn nhìn Nam Thiền thượng nhân. Sau đó lại lần nữa nhìn nhìn lạc trần nháy mắt trong óc một mảnh nổ vang mà Vinh Tam Tỷ cùng Vinh Hà lạp hai người trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, bọn họ sở dĩ phán xử ra Vinh ra. Sở dĩ vẫn luôn nhằm vào lạc trần. Còn không phải là sợ nam thiền thượng nhân sao, nhưng là hiện tại, Vinh ra uy hiếp lớn nhất. Cứ nhiên chỉ là lạc trần tôi tớ, sự thật này quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, hơn nữa nếu. Đây là thật sự, như vậy bọn họ làm hết thảy chẳng phải là từ đầu tới đuôi chính là một cái chê cười đừng nói bọn họ ngay cả những cái đó vẫn luôn không có tỏ thái độ mà là vây xem đại lão đều có chút không thể tin được cùng tiếp thu đại danh đỉnh đỉnh châu á quốc tế cự đầu nam thiền thượng nhân được xưng là hoặc là thần minh như vậy một cái hiển hách tới rồi cực hạn nhân vật cứ nhiên là lạc trần tôi tớ vinh tại húc ngạc nhiên nhìn lạc trần đồng dạng vẻ mặt không thể tưởng tượng, sư phụ, này hết thầy không phải thật sự đi. Đông Á quyền thần lại lần nữa ngạc nhiên mở miệng nói, chủ nhân, muốn giết hắn sao? Nam thiền thượng nhân không để ý đến Đông Á quyền thần nói, mà là vì lấy lòng lạc trần. Nói thẳng ra những lời này, sư phụ ta chính là ngươi thân đồ đệ A. À. Đông Á quyền thần cả người đều ngốc rớt, sư phụ của mình cư nhiên muốn sát chính mình từ ngươi đắc tội lạc thần kia một khắc bắt đầu ta đã không có ngươi như vậy đồ đệ. Nam thiền thượng nhân rất là lãnh khóc mở miệng nói, tới rồi hắn loại này cảnh giới. Kỳ thật nội tâm sớm đã đã không có những cái đó thế tục chi tình, đừng. Nói ngươi là ta đồ đệ, chính là ngươi là ta thân nhi tử, hôm nay ngươi dám đắc tội ta chủ nhân. Ta đều sẽ giết ngươi. Nam thiền thượng nhân tàn nhẫn thanh nói, lời kia vừa thốt ra vinh ra người, còn có đứng ra kia hơn 10 vị đại lão nháy mắt luống cuống, xong rồi. Lúc này hoàn toàn xong rồi, vô tận hối hận nháy mắt đánh úp lại. Đặc biệt là lý họ đại lão đám người, những việc này vốn dĩ theo chân bọn họ không có bất luận. Cái gì quan hệ, nhưng là bọn họ vì nịnh bợ nam thiền thượng nhân cư nhiên đứng ra chỉ trích lạc. Trần, kết quả ai có thể đủ nghĩ đến? Nam thiền thượng nhân chỉ là lạc trần một cái tôi tớ đâu, bọn họ hoàn toàn là không liên quan. Người A, à, Vinh Tứ, người nói cho ta, này hết thảy rốt cuộc sao lại thế này. Vinh Tam tỷ gian nan mở miệng nói, Nam Thiền Thượng Nhân chủ nhân. Kia Lạc Trần thực lực thực thân phận còn dùng đi nghi ngờ cái gì sao, nhưng là Vinh Tứ vẫn luôn. Lại ở chửi bới Lạc Trần, Vinh Tam tỷ không tin Vinh Tứ thật sự một chút cũng không biết, Vinh Tứ. Ra lại không có trả lời, bởi vì đến giờ phút này, hắn cũng ở cực độ hối hận bên trong, đại ca ta sai rồi, đại ca, cho ta một cái cơ hội được không? Vinh Tam tỷ quỳ trên mặt đất kêu rên nói, nàng hối hận, hối hận tới rồi cực hạn, không? Cần cầu ta, cầu lạc tiên sinh đi, ai? Vinh Tại húc thở dài một tiếng, hắn cũng chưa nghĩ đến. Lạc Trần cư nhiên sẽ là nam thiền thượng nhân chủ nhân. Ta đã sớm nhắc nhở quá các ngươi, lạc tiên sinh phi người bình thường. Các ngươi lại cố tình không nghe. mươi 530 phiền toái lớn mãn chẳng người đều ngạc nhiên nhìn này hết thảy, đặc biệt là đứng ra kia mười mấy đại lão. Giờ phút này tựa như một cái chê cười, bọn họ muốn nịnh bợ nam thiền thượng nhân. Cho nên mới sẽ đứng ra đắc tội lạc trần. Nhưng là cư nhiên sẽ là như thế này một cái kết quả, lý họ đại lão hối hận tới rồi cực hạn. Nhưng là ở đây người bên trong, còn có một vị so với hắn càng hối hận, đó chính là Vinh Hà. Lạp, ngay từ đầu nàng chính là cùng lạc trần đi cực gần hơn nữa ngay từ đầu quan hệ cũng coi như không tồi nhưng là cuối cùng nàng hoàn toàn đi tới lạc trần mặt đối lập đi vinh hà lạp ngươi luôn miệng nói lạc tiên sinh so bất quá andre thậm chí cấp andre sách giày đều không xứng hiện tại ngươi cảm thấy đâu kim tố nghiên đứng ra chất vấn nói vinh hà lạp cười khổ một tiếng căn bản không có biện pháp nói tiếp từ lúc bắt đầu nàng liền sai rồi sai thái quá nếu là lúc trước liền vẫn luôn kiên định đi theo lạc trần bên người sự tình hôm nay sao lại bộ dáng này người đã nói ta sẽ hối hận sự thật đâu kim tố nghiên lạnh lùng nhìn thoáng qua vinh hà lạp đến nỗi vinh tứ gia đã quỳ dạp trên đất thượng bao gồm vinh tam tỷ bởi vì một cái nam thiền thượng nhân liền có thể sợ tới mức bọn họ mất hồn mất vía huống chi vẫn là nam thiền thượng nhân chủ nhân lão tứ người lầm ta không cạn a à vinh tam tỷ tràn ngập hối hận mở miệng nói nếu không phải vinh tứ ngay từ đầu lôi kéo nàng đứng ở lạc trần mặt đối lập sao lại đem cục diện biến thành bộ dáng này trên thực tế vinh tứ gia cũng hối hận hắn nếu là biết lạc trần là nam thiền thượng nhân chủ nhân hắn không dám có nửa phần tâm tư ta nói ta hiện tại liền có thể tìm các ngươi tính sổ ta cũng nói cho các ngươi cơ hội thì đã sao các ngươi chờ tới nam thiền thì đã sao hiện tại ta nói này thiên hạ không mấy cái có thể có tư cách làm ta đối thủ các ngươi còn có ý kiến sao lạc trần lạnh lùng mở miệng nói lạc tiên sinh còn thỉnh ngươi cho chúng ta một lần cơ hội vừa mới chúng ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi một chúng đại lão mở miệng cầu tình nói cho các ngươi một cái cơ hội lạc trần nhìn nhìn những cái đó quỳ trên mặt đất đại lão ta tưởng các ngươi nghĩ sai rồi một việc ta lạc vô cực chỉ là ngày thường khinh thường cùng các ngươi này đó con kiến so đo. Nhưng là không đại biểu ta lạc vô cực sẽ nhân từ nương tay, các. Người cũng biết, có người không thể mạo phạm. Lạc trần lời này vừa rơi xuống đất tùy tay đột nhiên vung lên. Từng khối thi thể trực tiếp mềm đạp đạp ngã xuống đất quỳ trên mặt đất người toàn bộ đều toàn. Thân ra nẻ, bao gồm Đông Á quyền thần, hơn nữa vinh ra vài người hai mươi mấy người nháy mắt mất mạng, một cổ hàn khí từ ở đây những người đó ngực dâng lên. Giết người bọn họ gặp qua, nhưng là lạc trần loại này giết người thủ đoạn quá làm người không? Z mà run, quá tùy ý, phảng phất giết chết mấy chỉ con kiến giống nhau, di độc một bên nam thiền thượng. Nhân cùng kim tại trung đối này cũng không có quá lớn cảm xúc. Nếu là bọn họ biết này đó ý tưởng sợ là sẽ khịt mũi coi thường này liền tính dọa người ngươi nếu là nhìn xem nhất kiếm tàn sát dân trong thành cái loại này đồ sộ trường hợp còn không được sợ tới mức đái trong quần không có người dám nói chuyện không có người dám hé răng thậm chí mặc dù là lạc trần giết chết vinh ra người vinh tại húc cũng không dám có nửa phần bất mãn giết chết những người này lúc sau lạc trần đem ánh mắt nhìn về phía andre andre tức khắc sợ tới mức sau này co rụt lại hắn hiện tại sợ cầu thịt cái lẩu ăn qua sao? Lạc Trần bỗng nhiên trêu ghẹo nói. Nhưng là lại đem Andre sợ tới mức cả người đều run lên lên, hắn đi qua hoa hạ. Tự nhiên biết cái lẩu có ý tứ gì, bất quá Lạc Trần không có thật sự giết chết Andre. Mà là làm nam thiền thượng nhân đem Andre bắt lên, trận này trò khôi hài sau khi kết thúc. Vinh Tại Húc thay đổi cái địa phương mở tiệc chiêu đãi mọi người, đương nhiên lúc này đây vai chính khẳng định là lạc trần rượu quá ba tuần lúc sau vinh tại húc nghiêm túc mở miệng nói lạc tiên sinh hậu thiên không sai biệt lắm chính là thủy tinh bộ xương khô xuất hiện thời gian chỉ là lúc này đây sợ là khó khăn sẽ cực đại vinh tại húc giải thích nói hắn đã trước tiên đi hỏi thăm một chút sự tình hiện tại các quốc gia đại lão hoặc là nói một ít quốc tế cự đầu cùng cao thủ đều tới có bao nhiêu đại Lạc Trần mở miệng dò hỏi, khả năng so với ta phía trước dự đánh giá còn muốn phiền toái. Chúng ta có chút xem thường game kinh dị kêu gọi lực. Vinh Tại Húc cười khổ nói, có ý tứ gì? Lạc Trần nhíu mày nói, nếu ta nói, lúc này đây toàn thế giới cao thủ đều xuất động. Lạc Tiên Sinh, ngươi còn muốn cướp sao? Vinh Tại Húc cười khổ liên tục, phía. Trước chúng ta cho rằng, nhiều nhất tới cái năm sáu cái cao thủ liền đỉnh thiên. Nhưng là lúc này đây, lớn lớn bé bé cao thủ thêm ở bên nhau. Khả năng có gần hơn 100, mỗi một cái đều rất có địa vị, nhiều như vậy. Lạc Trần nhíu mày, tất cả đều tới sao? Lạc Trần lại lần nữa hỏi, đương nhiên sẽ không, đại đa số người đều đang đợi như. Vậy vừa nói, Lạc Trần cũng minh bạch chân chính người thông minh. Sẽ không đến nơi đây tới đoạt thủy tinh bộ xương khô, mà là sẽ chờ nơi này có người đoạt xong cuối cùng bắt được thủy tinh bộ xương khô lúc sau lại lần nữa đi vây giết người kia rốt cuộc nếu trực tiếp bắt đầu tới nơi này đoạt cuối cùng ai cũng là không được hảo cho nên hiện tại cao ly bên ngoài đã bị toàn thế giới cao thủ vây quanh đi lên lạc trần mở miệng hỏi không sai biệt lắm là ý tứ này cho nên lạc tiên sinh ngươi xem nếu không chúng ta cũng trước không ra tay chờ thủy tinh bộ xương khô ra tới trận đầu cướp đoạt sau khi chấm dứt chúng ta tái hành động rốt cuộc nếu là hiện tại ai bắt được thủy tinh bộ xương khô như vậy chẳng khác nào trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vinh tại húc mở miệng nói hiện tại tình huống kỳ thật phi thường phức tạp lại còn có thật là toàn thế giới cao thủ tựa hồ đều chạy tới chỉ là rất nhiều người đều ở cao ly bên ngoài cũng không có trực tiếp bước vào cao ly bởi vì mọi người đều đang đợi kia một con bắt ve bọ ngựa gia chủ bên ngoài giống như người tới muốn tìm lạc tiên sinh hai người đang nói lời này quản gia bỗng nhiên chạy tiến vào lạc tiên sinh thấy vẫn là không thấy trông như thế nào lạc trần mở miệng nói hai cái âu mỹ người một nam một nữ quản gia hồi đáp nói âu mỹ người làm cho bọn họ từ từ đi lạc trần xua xua tay mở miệng nói hẳn ấn tượng giữa giống như không quen biết cái gì một nam một nữ âu mỹ người cho nên Lạc Trần cũng liền không như vậy muốn gặp mà ngoài cửa. Giờ phút này đứng một nam một nữ, nam lớn lên cực kỳ anh Tuấn. Ăn mặc thẳng Tây Trang, mà nữ còn lại là một thân quyến rũ bó sát người màu đen váy liền áo. Thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, ngươi nói chủ nhân làm chúng ta tìm cái kia cái gì lạc vô cực. Hắn thật sự rất lợi hại sao? Cái kia nam mở miệng hỏi, hắn gọi là gia đạc là một vị ngũ cấp dị nhân, chủ nhân nếu muốn nhận hắn làm thị vệ, khẳng định có chỗ hơn người. Nghe nói ở hoa hạ bên kia giống như rất có danh khí, chỉ là chủ nhân lo lắng, sợ hắn tâm cao khí ngạo không đáp ứng, hừ. Ta quản hắn có hay không danh khí, chủ nhân muốn thu hắn làm thị vệ, đó là hắn vinh hạnh. Gia đặc khóe miệng cao ngạo mở miệng nói, hắn, nếu là dám không đáp ứng, chúng ta ra tay giáo huấn hắn một phen là được. Gia đặc mở miệng nói, chính là giống như nghe nói, tử vong nữ thần đều sợ hãi hắn, lộ. Ti, ngươi cảm thấy lời này nhưng sao? Này hoàn toàn chính là bậy bạ. mươi 531 bá đạo đến cực điểm. Gia đặc khinh thường mở miệng nói, tử vong nữ thần là ai, kia chính là quốc tế cự đầu A, một. Cái quốc tế cự đầu sẽ sợ hãi một cái vô danh hạng người. Gia đặc trên mặt khinh thường càng ngày càng dày đặc chính là nghe nói hắn ở Hoa Hạ Tần Hoàng đảo chính là chém giết quá võ thánh liền tính nghe nói ở Hoa Hạ Tần Hoàng đảo một trận chiến có chút thực lực nhưng là phỏng chừng kia đều là nói ngoa mà thôi gia đặc lắc đầu nói nếu thật sự liền tử vong nữ thần đều sợ hãi hắn chủ nhân sẽ kêu chúng ta tới thu hắn làm thị vệ gia đặc hỏi ngược lại mà lộ ti cũng gật gật đầu hiển nhiên nàng cũng không tin nói cái gì tử vong nữ thần sẽ sợ hãi cái kia cái gì lạc vô Cực cụ bọn họ hiểu biết cái kia lạc vô cực giống như cũng liền hai mươi suất đầu bộ dáng thực lực lại cao lại có thể cao đi nơi nào sao có thể có thể làm tử vong nữ thần loại này quốc tế cự đầu sợ hãi mà lúc này vừa vặn quản gia ra tới thông chi hai người ngượng ngùng hai vị lạc tiên sinh có chút vội hai vị chỉ có thể chờ một lát nếu không đi thiên thính bên kia có trà hừ thật lớn cái giá gia đặc vừa nghe lời này lập tức liền nổi giận, biết chúng ta là ai sao, chúng. Ta tới, hắn không tự mình ra tới nghênh đón cũng liền thôi. Cư nhiên còn dám tự cao tự đại làm chúng ta chờ, bọn. Họ địa vị thật lớn, chính là đến phóng một ít quốc tế cự đầu nơi đó. Cũng không dám có người làm cho bọn họ chờ. Hiện giờ cư nhiên ở lạc trần nơi này muốn bọn họ chờ, hai người trực tiếp một phen đẩy ra quản. Ra, sau đó trực tiếp phá cửa mà vào, bên này động tĩnh tự nhiên kinh động Lạc Trần cùng Vinh Tại Húc yến hội lập tức liền an tĩnh, mà Lạc Trần mày nhăn lại, "Ai? Là Lạc Vô Cực, đi ra cho ta." Ra đặc trực tiếp làm lơ ánh mắt mọi người mở miệng ồn ào nói cái. Này làm cho Lạc Trần mày nhăn lại, Vinh Tại Húc đứng lên vừa muốn nói chuyện. Nhưng là Lạc Trần lại duỗi tay ngăn cản Vinh Tại Húc, "Ta chính là các ngươi tốt nhất sẽ cho ta một cái vừa lòng giải thích." Lạc Trần ngữ khí băng hàn mở miệng nói, "Nga, ngươi còn phải dùng giải thích?" Gia Đặc khí cực phản cười mở miệng nói, "Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Không?" "Biết cũng không có hứng thú biết." Lạc Trần có chút không kiên nhẫn. "Hừ, không biết ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi." "Có biết, chúng ta chính là Hắc Phượng Hoàng thị vệ, hắc." "Phượng Hoàng, những lời này vừa ra khỏi miệng, tức khắc mọi người biến sắc, mà Gia Đặc còn lại là vừa lòng nhìn này hết thảy." phảng phất này hết thảy đều là hẳn là bởi vì mỗi lần chỉ cần hắn nói ra những lời này lúc sau vô luận là ai mặc dù là một ít quốc tế cự đầu thần sắc đều sẽ đại biến thậm chí đối bọn họ thái độ đều sẽ lập tức thay đổi rốt cuộc người có tên cây có bóng hắc phượng hoàng kia chính là đủ để so sánh tiết quốc lang vương người a hiện tại đã biết rõ gia đặc vô cùng ngạo nghễ nhìn lạc trần đáng tiếc bọn họ lúc này đây gặp được chính là Lạc Trần, đổi làm những người khác khả năng thật sự sẽ bị. Bọn họ dọa đến, nhưng là gặp được tiên tôn Lạc Trần. Chú định hôm nay hai người kia muốn xui xẻo, vậy các ngươi biết ta là ai sao? Lạc Trần đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói, mặc, kệ ngươi là ai, ngươi nói chuyện đều đối với chúng ta khách khí một chút. Gia đặc cười lạnh một tiếng, phanh, cách, không một cái tát, chỉ thấy gia đặc nháy mắt bị vô hình một cái tát trực tiếp chụp ở trên mặt. Sau đó cả người nháy mắt trực tiếp chụp phiên trên mặt đất, thậm chí tạp mặt đất đều nứt ra. Rồi, máu tê giàn ruộng, da đặc cả khuôn mặt đều biến hình, lạc trần chậm rãi từ mặt khác vừa đi. Hướng cửa, hiện tại, có thể hảo hảo nói chuyện. Lạc trần cười lạnh một tiếng, mà ở một bên lộ ti còn lại là hoảng sợ nhìn lạc trần. Hai mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, da đặc chính là một vị ngũ cấp dị nhân. Nhưng là lạc trần chỉ là cách không một cái tát xuống dưới. Gia Đặc đã bị đánh liền đánh trả chi lực đều không có này phân thực lực đã không cần nhiều lời lạc vô cực ngươi cư nhiên dám đánh ta Gia Đặc vừa kinh vừa giận kinh chính là lạc Trần thực lực cư nhiên có thể một cái tát đánh nghiêng hắn hắn đừng nói trốn rồi chính là phản ứng đều không có phản ứng lại đây giận chính là lạc Trần cư nhiên dám động thủ đánh hắn rốt cuộc hắn chính là Hắc Phượng Hoàng Thị vệ đại biểu cho Hắc Phượng Hoàng phóng nhãn toàn thế giới ai dám như vậy trắng trợn táo bạo không cho hắc phượng hoàng mặt mũi, đánh ngươi. Lạc Trần cười lạnh một tiếng, suy tương đương, một viên cực đại đầu người bay lên, đó là gia đặc. Hắn trên mặt còn mang theo phẫn nộ, đầu người mang theo máu tươi lăn xuống đến một bên, thình. Hỗ trợ ném thùng rác bên trong. Lạc Trần nhìn nhìn ra đặc đầu người. Đối với đứng ở cửa đã bị dọa ngốc người phục vụ mở miệng nói, cái kia người phục vụ do dự một chút cuối cùng vẫn là lão quản gia đi tới. Như là ninh khởi một viên dưa hấu giống nhau ninh khởi ra đặt đầu ném vào thùng rác, hảo. Ta không muốn nghe vô nghĩa, người tới nói, tìm ta sự tình gì. Lạc Trần đem ánh mắt nhìn về phía lộ ti, đương. Nhiên, người cũng có thể giống hắn giống nhau nói nhiều như vậy vô nghĩa. Nhưng là ta không cam đoan, đầu của ngươi có thể hay không cũng bị ném vào thùng rác bá. Đạo, quá bá đạo đây là lộ ti giờ phút này nội tâm ý tưởng, một lời không hợp liền giết người. Đây là quốc tế cự đầu mới có bá đạo, hơn nữa hoàn toàn không đem hắc phượng hoàng để vào mắt. Thật sự không bỏ ở trong mắt, lộ ti cười khổ một tiếng, nàng sợ nàng nói ra lúc sau. Kết cục khả năng sẽ cùng ra đặc giống nhau, tôn. Kính lạc tiên sinh, ngài hảo ta là tới đại biểu ta chủ nhân, mời ngài, trở thành, trở thành trở thành lộ ti cũng không nói ra được cả người đều thực thấp thỏm nàng tới phía trước chính là lời thề son sắt cho rằng đây là đối lạc vô cực ban ân nhưng là hiện tại nàng thật sự sợ hãi nói ra trở thành cái gì lạc trần lạnh lùng mở miệng nói hầu thị vệ lộ ti lắp bắp mở miệng nói đồng thời nội tâm làm tốt bị đánh chuẩn bị nhưng là ngoài dự đoán chính là lạc trần giống như cũng không có sinh khí hảo ngươi đi đi Lạc Trần xua xua tay, xoay người. Tính toán trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lộ ti ngạc nhiên ở. Lạc Trần cư nhiên phóng nàng đi rồi, bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên. Nàng vẫn là tính toán rời đi, rốt cuộc lạc vô cực khẳng định là nàng vô pháp đối phó, chỉ là. Nàng vừa mới đi ra ngoài hai bước, phía sau liền truyền đến Lạc Trần lạnh lùng thanh âm, trở. Về nói cho ngươi chủ nhân, hoặc là chết, hoặc là làm ta thị vệ, lộ. Ti cả người đột nhiên chấn động sau đó bước nhanh rời đi nhưng là khóe miệng lại lộ ra cười lạnh lạc vô cực vừa mới sát phạt quyết đoán đích xác kinh sợ trụ nàng đặc biệt là vừa mới lạc vô cực kia cổ bá đạo nhưng là này không đại biểu người lạc vô cực liền có cùng hắc phượng hoàng gọi nhịp thực lực cư nhiên dám uy hiếp hắc phượng hoàng cư nhiên dám nói muốn thu hắc phượng hoàng vì thị vệ quá cuồng vọng cùng tự đại lộ ti bước nhanh rời đi sau đó nhanh chóng móc ra một chiếc điện thoại đánh qua đi đem bên này tình huống nói một chút, ra đặc bị hắn giết, đúng vậy, hắn. Thật như vậy nói, đúng vậy, ha ha, hảo, lạc vô cực. Ta nhưng thật ra tưởng hảo hảo gặp ngươi. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo khí phách giọng nữ. Hậu thiên ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không như vậy bừa bãi. mươi 532 thị uy. Đối với cái này tiểu nhạc đệm lạc trần nhưng thật ra không có quá để ý, nhưng là những người khác còn lại là hơi có chút lo lắng. Rốt cuộc hắc phượng hoàng chính là một vị cửu cấp dị nhân, trừ phi là dị nhân hiệp hội trưởng lão hoặc là dị nhân vương ra tay. Nếu không hắc phượng hoàng cơ hồ chính là thế giới cấp đứng đầu chiến lực, mặc dù là nam thiên thượng nhân cũng vô pháp cùng hắc phượng hoàng cái loại này khủng bố nhân vật đánh đồng. Hiện giờ lạc trần không chỉ có chém giết nhân gia thị vệ thậm chí còn thả ra cuồng ngôn muốn thu Hắc Phượng Hoàng làm thị vệ, dựa theo Hắc Phượng Hoàng. Cái loại này siêu cấp đầu sỏ địa vị. Sao có thể thiện bãi cam hưu mà ở chàng đại lão đồng thời cũng ở lo lắng. Bởi vì hiện tại toàn bộ cao ly đã nguy cơ tứ phía, rốt cuộc thế giới cấp 100 nhiều hào cao. Thủ đã đem toàn bộ cao ly vây quanh. Hơn nữa thậm chí phủ sơn bên này cũng đã tới không ít cao thủ, này đó cao thủ nhưng đều là một ít siêu việt thế tục lực lượng người tùy tiện động động ngón tay đều có thể đủ hủy diệt thành trì tồn tại lạc tiên sinh người xem chúng ta muốn hay không vẫn là từ bỏ tính vinh tại húc mở miệng khuyên nhủ rốt cuộc hiện tại sự tình đã đã xảy ra biến hóa nếu lúc này một khi tham dự đi vào chính là chẳng khác nào muốn đối mặt toàn thế giới một trăm nhiều hào cao thủ vinh tại húc tin tưởng chính là thần minh tự mình tới sợ là đều sẽ nhút nhát từ bỏ Lạc Trần xua xua tay ta. Lạc vô cực muốn đồ vật còn chưa bao giờ từ bỏ quá. Lạc Trần hai mắt bên trong lộ ra tự tin thần sắc. Hơn 100 cao thủ đối với những người khác nói. Thật là cái đại phiên toái, thậm chí có thể nói. Này đủ để cho rất nhiều người từ bỏ, nhưng là ở hắn lạc vô cực trong mắt không đáng kể chút. Nào, bởi vì hắn chính là sừng sững ở tiên giới đỉnh nam nhân, hơn nữa hắn thực chờ mong có thể cùng thế giới các quốc gia cao thủ giao thủ yến hội tan đi. Đại gia đi đến trên đường rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì đen nhánh trên bầu trời xẹt qua một cái thật dài màu lam mây tía, đây là một loại kỳ. Quan, làm trên đường cái người sôi nổi móc di động ra ở chụp ảnh. Bởi vì này một cái màu lam sắc mây tía trực tiếp sỏ xuyên qua không trung từ nam đến bắc. Dị thường tuẫn lạn hơn nữa mây tía sau có thể có màu lam rất nhiều người thậm chí quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện này rất giống là thần tích hắc phượng hoàng tới nam thiền thượng nhân nhìn trên bầu trời kia một đạo màu xám mây tía lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đó là amazon nữ thần nhất tộc thần khí đây là một loại tiên cáo cũng là một loại thị uy này mây tía vẫn luôn treo ở không trung bên trong chưa từng tan đi phảng phất ở nghênh đón ai giống nhau mà toàn bộ phủ sơn cũng ở tối nay bắt đầu rồi bạo tuyết. Hình thức có thể nói ngắn ngủn nửa giờ. Trực tiếp liền tạo thành toàn bộ phủ sơn bị đại tuyết che giấu không đến nửa giờ. Phủ sơn trên đường cái đại tuyết cũng đã trực tiếp bao phủ đến đầu gối trở lên, loại này tuyết. Lượng trực tiếp làm khí tượng cục tuyên bố siêu cấp màu cam bạo tuyết cảnh báo. Kỳ thật đều không cần tuyên bố, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể đủ minh bạch này tiết hạ đã thật quá đáng, thậm chí có người cảm thấy, đây là ngàn năm không gặp tiết tai. Đêm đó liền có rất nhiều người bắt đầu rời đi phủ sơn tránh né tiết tai, hơn nữa không cần phải. Nói, đây là tiết quốc lang vương chi tử. Liệt thác phu tới, hắn cũng đồng dạng ở thị uy, thậm chí so hắc phượng hoàng càng thêm bá đạo. Cùng khủng bố, trực tiếp nhắc lên một hồi tiết tai tới nói cho mọi người hắn tới, khác thường thời tiết cùng không bình thường kỳ quái tự nhiên làm cho cả phủ sơn thầm. Chí cao ly rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa thực mau. Ngay cả phủ sơn chính phủ đều nương bạo tiết sự tình, đem rất nhiều người thanh trừ thành. Đặc biệt là thành Nam Vinh ra tổ trạch bên kia, ít nhất phạm vi 30 dặm nội. Cơ hồ ở trong một đêm đem tất cả mọi người quét sạch, hiển nhiên phủ sơn chính phủ bên kia cũng. Thu được tin tức ngày thứ ba trạng vạng, sắc trời hơi hơi mau đen tối nay ánh trăng sớm liền dâng lên tới, hơn nữa thực quỷ dị chính là, mặc dù là có mây đen. Tựa hồ cũng che không được tối nay ánh trăng, mà vinh ra tổ trạch bên kia. Đã lở mờ có rất nhiều người. Không thể tưởng được cư nhiên sẽ có nhiều như vậy cao thủ tới. Một cái rất là xinh đẹp nữ hài đối với một vị lão già cảm thán nói, có. Thể làm nhiều như vậy cao thủ hội tụ ở chỗ này. Sợ cũng chỉ có game kinh dị có cái này kêu gọi lực đi. Nữ hài ánh mắt quét một vòng, những cái đó lở mờ người thấp nhất đều là ngũ cấp tả hữu dị. Nhân, này đó nơi nào coi như cao thủ chân chính. Lão giả lộ ra cười nhạo thanh, ra, ra, này đó còn không coi là cao thủ sao. Mỹ lâu tử hiển nhiên có chút kinh ngạc, phải biết rằng một ít ngũ cấp dị nhân. Ở nào đó địa phương chính là đã là một quốc gia cao thủ đứng đầu, tỉ như kim tại trung chính là. Một vị ngũ cấp dị nhân, đủ để ở cao ly bài đến đệ nhị, ngươi xem bên kia người kia kia mới là chân chính cao thủ lão giả đầy đầu đầu bạc cả người đều để lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở mỹ lâu từ theo lão giả chỉ ánh mắt xem qua đi tức khắc có chút hoảng sợ nơi đó cũng đứng một cái lão giả nhưng là người kia cả người phát ra thanh quang thập phần lóa mát cả người so thường nhân đều phải cao lớn gấp đôi tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt nhưng là lại có thể cảm nhận được kia cổ áp lực bởi vì hắn bốn phía mặt đất vẫn luôn đều ở run dày ra ra hắn là thái lan thật hổ lão giả thở dài một tiếng không thể tưởng được hắn đều tới đó là trăm năm trước một cái truyền kỳ a lão giả hồi ức nói trăm năm trước hắn đều bát cấp hiện giờ trăm năm qua đi mặc dù là còn vì đột phá bát cấp nhưng là chỉ sợ cũng là sừng sững ở bát cấp đỉnh kia ra ra bên kia cái kia tuổi trẻ soái ca đâu Mỹ lâu tử nhìn về phía mặt khác một bên một người tuổi trẻ soái ca. Một đầu tóc bạc như thác nước thoạt nhìn thập phần ôn hòa tuấn Mỹ. Mỹ lâu tử ánh mắt đầu tiên đã bị hấp dẫn ở ma. Pháp sư thiên quỷ không thể tưởng được như vậy tuổi trẻ. Lão già cũng thực kinh ngạc hắn. Cũng là bát cấp dị nhân đỉnh sao. Mỹ lâu hạt ở rất tò mò không. Hắn không phải nhưng là hắn giết quá bát cấp đỉnh dị nhân. Hơn nữa, giết vẫn là dị nhân hiệp hội trưởng lão. Hiện tại dị nhân hiệp hội người còn ở đuổi giết hắn đâu. Lão già cảm thán một tiếng, ma pháp sư thiên quỷ, có thể nói là dị nhân giới dị loại. Thực lực tuyệt đối cao thâm khó đoán. Rốt cuộc liền dị nhân hiệp hội trưởng lão đều có thể giết chết. Kia ra ra, hắn đâu? Mỹ lâu từ bỗng nhiên chỉ vào bên người cách đó không xa lạc trần mở. Miệng nói, lão giả hai mắt một ngưng, giữa mày có một đạo dựng tuyến kia nói dựng tiến tựa như đệ tam con mắt. Phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy nguồn gốc giống nhau, gì? Lão giả đầu tiên là nhẹ di một tiếng, ngay sau đó lộ ra một tia khinh thường, kẻ. Hèn một bậc dị nhân mà thôi, tiểu tử, ngươi là như thế nào trà trộn vào tịch con? Không chạy nhanh đi ra ngoài. Lão giả mở miệng nói, nhưng là lạc trần cũng không có để ý tới. Cái này lão giả, cái này làm cho Mỹ lâu tử mày nhăn lại, ngươi người này sao lại thế này, ông? nội của ta hảo tâm khuyên ngươi đâu, ngươi một cái một bậc dị nhân tới nơi này. Nếu là chờ hạ đánh nhau rồi, không sợ tùy tiện một chút dư ba làm ngươi mất đi tính mạng, cảm. Ơn, Lạc Trần gật gật đầu ý bảo. Hừ, không biết tốt xấu. Mỹ lâu tử trắng liếc mắt một cái Lạc Trần. Nàng nhất khinh thường loại này không thực lực còn thích xem náo nhiệt người. mươi 533 đầu sỏ tề tụ đối mặt mỹ lâu tử xem thường lạc trần trực tiếp xem nhẹ mà mỹ lâu tử còn lại là âm thầm nhíu mày muốn nói cái gì nữa thời điểm nàng ra ra lại ngăn cản mỹ lâu tử lắc đầu cái gọi là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ nếu người thanh niên này một hai phải tìm chết như vậy bọn họ cũng sẽ không đi lại đi nói thêm cái gì chỉ là mỹ lâu tử hơi có chút sinh khí rốt cuộc ở đây nhưng đều là cao thủ ít nói cũng là ngũ cấp dị nhân bao gồm mỹ lâu từ chính mình nhưng là trước mắt thanh niên này mới kẻ hèn một bậc cũng dám tiến vào bọn họ giờ phút này đứng ở nhất bên ngoài bốn phía đều là một ít ngũ cấp lục cấp dị nhân mà thất cấp dị nhân ở bên trong một tầng tận cùng bên trong còn lại là kia mấy cái bát cấp người tinh tế số xuống dưới chỉ là bát cấp người liền có năm sáu cái những người này mỗi một cái đều là ngạo khí 10 phần thậm chí khí chẳng bức người sở trạm địa phương phụ cận đều không có người dám tới gần lão giả thuộc như lòng bàn tay giống nhau vì mỹ lâu từ giới thiệu nói cái kia ôm pháp trượng chính là ai cập vong linh sứ đồ hắn một thân quỷ dị vong linh cầu nguyện nghe nói có thể câu thông minh vương trực tiếp đem người hồn phách câu đi ở ai cập bên kia là tiếng tâm lừng lẫy minh vương người phát ngôn bên kia cái kia là núi olympus thượng một vị thần bí cường giả thực lực tuyệt đối không dung khinh thường nghe nói là bị chiến thần chúc phúc quá cũng không biết là thật là giả nhưng là nghe nói chưa bao giờ bị bại năm sáu cái bát cấp cường giả hội tụ ở cái này địa phương một khi khai chiến sợ là toàn bộ phủ sơn đều sẽ bị hủy rớt ra ra người cảm thấy cuối cùng ai sẽ bắt được thủy tinh bộ xương khô Mỹ Lâu từ mở miệng hỏi, rất khó nói. Nhưng là thực lực lợi hại nhất đương thuộc Lang Vương Chi Tử Liệt Thác Phu cùng Hắc Phượng. Hoàng, Hắc Phượng hoàng là cửu cấp dị nhân, cái này không cần nhiều lời, hắc. Phượng hoàng nếu thật sự tới, sự tình hôm nay tuyệt đối là không có bất luận cái gì trí. Hoãn, rốt cuộc cửu cấp dị nhân một khi xuất động, tất cả mọi người chỉ có thể chạy, nhưng là lang nhân tộc Lang Vương Chi Tử Liệt Thác Phu thực lực tuyệt đối không dung bỏ qua ngươi xem này đầy trời bạo tuyết chỉ là chiêu thức ấy. Cũng đã đủ để thuyết minh liệt thác phu rốt cuộc mạnh như thế nào, rốt. Cuộc này đã là ở ảnh hưởng toàn bộ khí tượng. Rốt cuộc muốn nhiều khổng lồ dị năng mới có thể thay đổi thời tiết hơn nữa lúc trước nghe nói. Chính là bởi vì loại này thay đổi thời tiết thủ đoạn, Napoleon đại quân đều ăn lỗ nặng. Hơn nữa hắn giống như cũng mang theo lang nhân tộc thần khí, gấu khổng lồ chiến giáp tới kia hôm nay bốn phía những cái đó lục cấp thất cấp dị nhân bọn họ chỉ là tới xem diễn có này đó đầu sỏ ở bọn họ nào dám có nửa phần tâm tư lão giả trực tiếp ngắt lời nói lời nói mới nói được nơi này tới lão giả bỗng nhiên lộ ra ngưng trọng thần sắc nhìn về phía nơi xa nơi đó một cái cực kỳ hùng tráng hán tử cưỡi một đầu thật lớn gấu nâu chậm rãi mà đến theo cái này hán tử mà đến còn có một đầy trời phong tuyết Phảng phất cái này hán tử sau lưng cõng một tòa tiết sơn giống nhau, nếu nhìn kỹ đi. Sẽ phát hiện này hán tử ngồi xuống kia đầu gấu nâu rõ ràng là một đầu kim loại hóa thành gấu. Nâu, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều đang run rẩy. Gấu khổng lồ chiến giáp, lang nhân tộc thần khí, có thể nói là không gì chặn được. Là thiên ngoại thần làm bằng sắt tạo. Nghe nói cùng nhóm dân tộc Tun Gút đại nổ mạnh có quan hệ, thậm chí có đồn đãi là trực tiếp ở nhóm dân tộc Tun Gút đại nổ mạnh kết cục trực tiếp phát hiện này hoàn hảo không? Tổn hao gì chiến giáp? Lão giả hai mắt lộ ra kỳ dị quang huy nhìn về phía kia chiến giáp ngay. Cả lạc trần đều không khỏi nhìn nhiều kia gấu khổng lồ hai mắt nhóm dân tộc Tun Gút đại nổ. Mạnh căn cứ xong việc đo lường. Kia chính là siêu việt quảng đảo bom nguyên tử nổ mạnh một ngàn lần uy lực so đạn hạt nhân uy lực còn cường một ngàn lần, đây là cái gì khái niệm mà kia áo giáp nếu có thể ngăn trở cái loại. Này nổ mạnh nói, đã có thể nói là chân chính thần khí, bất quá nhìn hai mắt lúc sau. Lạc Trần lại lắc đầu, kia hẳn là một kiện phỏng phẩm. Đều không phải là chân chính gấu khổng lồ chiến giáp mà cùng lúc đó. Không chung bên trong kia nói màu lam mây tía cũng ở nhanh chóng ngắn lại, theo mây tiếng ngắn lại có thể nhìn đến cực kỳ làm cho người ta sợ hãi một màn, một người mặc màu đen chiến giáp nữ. Tử, giờ phút này cưỡi một con màu trắng chiến mã cư nhiên ở mây tía phía trên chạy như bay, phảng phất kia mây tía chính là một cái đường cái giống nhau. Hơn nữa nữ tử khí thế rộng rãi phía sau phảng phất đi theo một chi khổng lồ quân đội giống nhau, khí thế quả thực sắc bén tới rồi cực hạn, hắc phượng hoàng rất nhiều người hoảng sợ nhìn một màn này, cư nhiên cưỡi chiến mã ở mây tía phía trên bôn tập. Này vẫn là người, hơn nữa phía sau kia cổ lạnh thấu xương khí thế. Quả thực giống như phía sau đi theo thiên quân vạn mã giống nhau, vương giả quốc gia. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, đều nói hắc phượng hoàng am hiểu tinh thần loại dị. Năng, nhưng là nàng lợi hại nhất đó là này vương giả quốc gia, một người phía sau rồi lại thiên quân vạn mã sát khí đi theo, không, không phải nàng bản nhân. Lão giả chấn kinh rồi nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, "Này, hẳn là nàng dùng tinh thần lực phụ ra ở một người khác trên người." Cũng chính là tục ngữ nói bám vào người, nếu là nàng bản nhân tới, phía sau vương giả quân đội hẳn là sẽ trực tiếp hiện hóa ra tới, mà không phải loại này chỉ có thể cảm giác được khí thế, bất. Quá mặc dù không phải bản nhân đích thân tới, này cổ đáng sợ khí thế cũng đủ để cho rất nhiều người sợ hãi, đi thôi, thanh tràng. Lão giả nhắc nhở nói, bởi vì theo liệt thác phu cùng hắc phượng hoàng tiến đến. Những cái đó thất cấp dị nhân đều bắt đầu xuống sân khấu, đối mặt bát cấp dị nhân. Đối mặt hắc phượng hoàng, liệt thác phu còn có ma pháp sư thiên quỷ những người này. Thất cấp dị nhân căn bản là chỉ có thể là pháo hôi thậm chí liền nói chuyện quyền lợi đều không có mà mặt khác lục cấp dị nhân chờ cũng bắt đầu lùi đi ra ngoài di độc lạc trần vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có động lão giả lắc đầu nhìn lạc trần mỹ lâu từ cũng lộ ra khinh thường thần xác mọi người đều bắt đầu ly chàng ngược lại lạc trần còn bất động chẳng lẽ hắn còn tính toán lưu lại quan khán không thành phải biết rằng chờ hạ nếu là đại chiến lên tùy tiện một cái dư ba đều có thể đủ làm hắn tan xương nát thịt nhưng là ngay sau đó lão giả tốt đẹp lâu từ lập tức liền trừng mắt hai mắt ngạc nhiên nhìn lạc trần hắn điên rồi sao mỹ lâu từ hai mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng ngay cả những cái đó ly chàng lục cấp thất cấp dị nhân đều ngạc nhiên nhìn lạc trần bởi vì lạc trần không chỉ có không có xuống sân khấu thậm chí còn hướng về mảnh đất trung tâm đi qua này nhất cử động nháy Mắt hấp dẫn rất nhiều người nhìn về phía Lạc Trần. Sau đó cẩn thận lưu ý Lạc Trần hơi thở lúc sau. Nháy mắt liền cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái một bậc dị nhân, hắn muốn làm gì tìm. Chết sao, tiểu tử, ngươi là đi tìm chết sao? Một vị thất cấp dị nhân cao giọng hướng Lạc Trần hô. Hắn cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy một phương đại nhân vật ở hắn quốc gia. Hắn chính là sừng sững ở đỉnh nhân vật, giờ phút này nhìn đến Lạc Trần cư nhiên đi hướng mạnh đất trung tâm, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc hắn lại này đại lão đều chỉ có thể thối lui đến một bên. Không dám tham dự, huống chi ngươi một cái một bậc dị nhân, không biết tự lượng sức mình. Lại có thất cấp đại lão cười nhạo nói, lè thiên hạ, loại. Người này chính là tú hạn quấy, đi lên sợ là một ánh mắt liền đủ để diệt sát hắn. Lão giả nhấp miệng khinh thường mở miệng nói, lời này đều không phải là khuếch đại rốt cuộc chỉ là một bậc dị nhân, hắc phượng hoàng loại này siêu cấp đầu sỏ. Sợ là một ý niệm liền đủ để cho ngươi nháy mắt hôi phi yên diệt, không thể nghi ngờ lạc trần giờ. Phút này hành vi, bị tất cả mọi người cho rằng là nhảy nhót vai hề giống nhau lè thiên hạ chỉ. Là vừa vặn lúc này, liệt thác phu cưỡi gấu khổng lồ tới rồi phụ cận mà hắc phượng hoàng chiến. Mã cũng rơi xuống đất ai là lạc vô cực, lạc vô cực là ai? hai người cơ hồ chăm miệng một lời mở miệng cao giọng hô. Chương 534 chiến ý ngập trời. Lạc vô cực mọi người tức khắc nghi hoặc đi lên, lúc này, cái này mấu chốt thượng. Liệt thác phu cùng hắc phượng hoàng hai đại đầu sỏ cư nhiên điểm danh người này, người này rốt. Cuộc cái gì địa vị, ngay cả còn lại những cái đó đầu sỏ đều rất có hứng thú nhìn về phía liệt. Thác phu cùng hắc phượng hoàng, ra ra, lạc vô cực. Mỹ Lâu từ nghi hoặc nhìn về phía lão giả, "Này lão giả gọi là Hoài không?" "Là đảo quốc bên kia một vị dị nhân, tuổi tác đại dọa người. Nhiều năm trước đi theo đảo quốc một vị cửu cấp dị nhân tu hành. Bởi vậy biết được thế giới các nơi đại nhân vật chờ, chưa từng nghe qua." Hoài không lắc đầu nói, "Nếu hắn chưa từng nghe qua, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đối phương là một cái vô danh tiểu tốt." thực lực tuyệt đối không có khả năng quá cường, rốt cuộc hắn có thể nói ra tới hoặc là nghe qua. Nhất định là thế giới cấp đứng đầu nhân vật mà lúc này. Lạc Trần cũng đã bước vào nhất trung tâm mảnh đất, cái kia thất cấp dị nhân cũng không dám bước. Vào địa phương, một bậc dị nhân. Thái Lan thật hổ nghi hoặc nhìn về phía Lạc Trần, một. Bậc dị nhân cư nhiên có tư cách bước vào nơi này. Thái Lan thật hổ lạnh lùng mở miệng nói, "Hắn có bỗng nhiên hắc phượng hoàng cười lạnh nói lạc vô cực đúng không hắc phượng hoàng khóe miệng cười lạnh càng ngày càng dày đặc đồng thời phía sau kia cổ vương giả quốc gia quân đội sát khí cũng càng ngày càng dày đặc hắn chính là lạc vô cực hoài không tốt đẹp lâu tử thậm chí bên ngoài những cái đó thất cấp dị nhân đều ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào cái kia một bậc dị nhân chẳng lẽ rất có địa vị ngươi chính là lạc vô cực Liệt thác phu lạnh giọng nói, hai mắt bên trong có xanh mượt đáng sợ quang mang nhìn về phía. Lạc Trần, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta nhi tử không có việc gì. Bằng không kia sẽ là ngươi hối hận nhất sự tình. Liệt thác phu những lời này giống như lôi điện hoa phá trường không? Đầy trời phong tiết trực tiếp động lại là động lại. Phảng phất thời gian yên lặng giống nhau, bên ngoài thất cấp chờ dị nhân đều hoảng sợ này. Chính là bát cấp đỉnh đầu sỏ thực lực. Có người nhìn trước mắt yên lặng ở không trung bông tiết nuốt nuốt nước miếng, một câu mà thôi. Trực tiếp liền đầy trời phong tiết đều đóng băng ở, hơn nữa không phải trước mắt. Là toàn bộ phủ sơn phong tiết đều động lại. Lạc tiên sinh, ta đã chuẩn bị tốt. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến vinh tại húc thanh âm. Phẳng phất đỉnh áp lực giống nhau, ánh mắt mọi người tức khắc bị vinh tại húc hấp dẫn qua đi. Bởi vì chỉ thấy vinh tại húc đứng ở một ngụm giếng cạn phía trên giờ phút này giếng cạn bốn phía có một đạo màu đỏ kết giới đem giếng cạn bao phủ trụ, này Vinh. Gia tổ trạch địa phương có quá nhiều giếng cạn, nhưng là chỉ có Vinh tại húc nơi kia một ngụm giếng cạn mới là cất giấu thủy tinh bộ xương khô. Giếng cạn mà câu này chuẩn bị tốt ý tứ thực rõ ràng. Có thể tùy thời đem lạc trần lộng đi vào, bởi vì lúc này. Chỉ có Vinh tại húc có thể dẫn người đi vào, những người khác nếu muốn đi vào chỉ có chờ đợi ánh trăng lên tới chính trống không thời điểm kết giới biến mất thời điểm mới có thể đi vào nếu không hiện tại có kết giới căn bản đánh không đi vào này vốn dĩ chính là lạc trần ước định tốt sự tình cũng là lạc trần bảo hộ vinh gia nên có thù lao lạc trần một khi đi vào không cần nghi ngờ lạc trần tuyệt đối có thể trước tiên bắt được thủy tinh bộ xương khô đến lúc đó nếu lạc trần cầm thủy tinh bộ xương khô chạy nói Tuyệt đối so với hiện tại lưu lại nơi này chiến đấu tới dễ dàng lạc Tiên sinh, ngươi mau bóp nát ta cho ngươi kia một con đào sáo. Vinh tại húc nôn nóng mở miệng nói, trước đó hắn đã cho Lạc Trần một con đào sáo. Chỉ cần bóp nát kia chỉ đào sáo. Như vậy Lạc Trần lập tức liền sẽ bị truyền tống đi vào, nhưng là Lạc Trần không có động, lạc. Vô cực đúng không, đem đào sáo cho ta, ta bảo ngươi hôm nay không có việc gì mà pháp sư thiên quỷ bỗng nhiên mở miệng nói lời này cũng không phải là nói giỡn, bởi vì lúc này ai sẽ không nghĩ chiếm trước tiên cơ rốt cuộc chạy trốn có thể so chiến đấu dễ dàng nhiều thiên quỷ hắn là ta muốn giết người người muốn cùng ta đối nghịch hắc phượng hoàng lạnh giọng nói hai mắt có màu đen ngọn lửa ở nhảy lên hắc hắc ngươi nếu chân thân tới nơi này ta thật đúng là sợ ngươi nhưng là đáng tiếc ngươi không phải chân thân tới nơi này nhiều nhất cũng liền bát cấp đỉnh thực lực mà thôi. Thiên quỷ cười lạnh nói, ta sẽ sợ ngươi, kỳ thật hoài uổng có một chút phán đoán sai rồi, đó chính là dám lưu lại nơi này tỷ. Như thiên quỷ, Thái Lan thật hổ thực lực không nhất định liền nhược với liệt thác phu cùng hắc Phượng Hoàng hai người kia, rốt cuộc bọn họ lại không phải ngốc tử. Nếu thật sự đánh không lại đối phương, sao lại lưu lại nơi này, dám lưu lại nơi này? Đã nói lên có nhất định nắm chắc cho ta đi ta đồng dạng có thể hộ ngươi an toàn thái lan thật hổ lúc này cũng ở một bên mở miệng hắn là một vị lão tiền bối nghe nói cùng lang vương là một cái thời đại người chúng ta không ngốc nếu ngươi có thể đắc tội bọn họ hai cái ít nhất có đắc tội bọn họ hai cái bản lĩnh nhưng là liền tính ngươi là chúng ta cái này cấp bậc bọn họ hai cái nếu là đồng thời đối với ngươi ra tay chỉ sợ ngươi cũng ngăn không được đến từ núi olympus thượng vị kia đầu sỏ mở miệng nói hắn một mở miệng không trung không ngừng có lôi điện ở cuồn cuộn phảng phất là chân chính chiến thần mang theo lôi điện tới giống nhau cùng chúng ta kết minh này đó siêu cấp đầu sỏ đều mở miệng hơn nữa mỗi một vị đều là tiếng tam lừng lẫy người mỗi một vị đều là tuyệt đối đầu sỏ lạc tiên sinh không cần theo chân bọn họ vô nghĩa người trực tiếp bóp nát kia đào sáo ta trước làm ngươi tiến vào lại nói vinh tại húc lại lần nữa kêu gọi nói một khi chiếm trước tiên cơ trước bắt được thủy tinh bộ xương khô tuyệt đối là chiếm ưu thế nếu là lưu tại bên ngoài nói không chừng còn muốn cùng một vị quốc tế cự đầu giao thủ đâu lạc trần lúc này đây rốt cuộc có phản ứng lạc trần vươn tay cánh tay nắm tay năm ngón tay bỗng nhiên chậm rãi duỗi khai trong tay đào sáo đã nát nhưng là không phải bóp nát mà là trực tiếp hóa thành bụi bặm trực tiếp hóa thành bụi bặm theo gió mà tán lạc tiên sinh vinh tại húc ngạc nhiên nhìn lạc trần lạc trần từ bỏ tiên cơ ở đây những cái đó đầu sỏ cũng ngây ngẩn cả người mà nơi xa người vây xem cũng ngạc nhiên lạc trần cư nhiên từ bỏ tiên cơ này phân tiên cơ nói thật ở đây người không có không nghĩ muốn bao gồm này vài vị đầu sỏ bao gồm hắc phượng hoàng nhưng là lạc trần cư nhiên từ bỏ không cần ta lạc vô cực không cần cái gì tiên cơ. Lạc trần thực bình tĩnh mở miệng nói, ha, hả, cư nhiên không cần tiên cơ. Thiên quỷ lạnh nhạt cười mà hắc phượng hoàng ở trên chiến mã. Cũng vẫy tay một cái tức khắc ngày đó không bên trong màu lam mây tía trực tiếp hóa thành một. Cây màu lam trường thương. Amazon nhất tộc thần khí, ngải duệ tư chi mâu, đã từng xé rách quá lớn mà chiến mâu, ra. Nhập ta bên này đi. Thái Lan thật hổ mở miệng nói, hoặc là chúng ta hai cái cũng có thể kết minh olympus sơn đầu sò cũng đi theo nói nhưng là lạc trần thờ ơ ngươi nhưng thật ra thông minh biết bọn họ đều là lừa gạt ngươi đây cũng là tốt nhất lựa chọn cho ai không cho ai đều sẽ làm ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi hắc phượng hoàng cười lạnh nói bọn họ vài người đều ở lẫn nhau đề phòng bởi vì mọi người đều rất rõ ràng mỗi một cái thực lực đều rất mạnh ai đều sợ sẽ tao ngộ người khác liên thủ tập kích bao gồm hắc phượng chính mình ngay cả vinh tại hút đều ở thở dài lạc trần quyết định này quả thực quá ngu xuẩn ra ra hắn vì cái gì từ bỏ ai có lẽ là bởi vì hắn sợ hãi đi hoài không khinh thường mở miệng nói hừ thật nhát gan đổi làm là ta nếu là có loại này tiên cơ ta đều dám đi thử xem một vị thất cấp dị nhân mở miệng nói đáng tiếc đây là ngươi nhất ngu xuẩn quyết định nếu ngươi trong tay có đào sáo còn có thể cứu ngươi một mạng hoặc là nói ngươi còn thật có khả năng bắt được thủy tinh bộ xương khô nhưng là ngươi lại ngu xuẩn từ bỏ liệt thác phu cười nhạo nói không các ngươi hiểu lầm lạc trần lắc đầu mở miệng nói đồng thời khóe miệng xẹt qua một mặt nguy hiểm tươi cười ta không cần tiên cơ là bởi vì ta lạc vô cực căn bản không cần bởi vì ta có thể trước đó liền giết chết các ngươi mọi người." Lạc Trần bỗng nhiên lộ ra một tia tà mị tươi cười. Đồng thời hai mắt bên trong lộ ra mãnh liệt chiến ý. Chương 535 các ngươi cùng nhau thượng, cái gọi là tiên cơ, kỳ thật Lạc Trần từ ngay từ đầu liền không tính toán muốn, hắn đường đường tiên giới vô cực tiên tôn, ở địa cầu đoạt một cái thủy tinh bộ xương khô. Cứ nhiên còn muốn đi đi đầu cơ, này nếu là truyền ra đi còn không cho người cười đến rụng răng, lấy hắn vô cực tiên tôn tính cách. Trực tiếp đại sát tứ phương có thể, tới một cái, hắn giết một cái, tới mười cái. Hắn giết mười cái, hắn nói cái gì, hắn thật sự điên rồi sao, hắn. Rốt cuộc là ai, cư nhiên dám như vậy cuồng. Từng tiếng nghi ngờ tiếng vang lên, tại đây phía trước. Bọn họ rất nhiều người đều không có nghe qua lạc vô cực này ba chữ, cũng chỉ là vừa mới mới nghe được nói cách khác này tuyệt đối không có khả năng là một vị quốc tế cự đầu hơn nữa cho dù là một vị quốc tế cự đầu cũng không dám nói như vậy a à, người này quá mức không coi ai ra gì quá mức cuồng vọng thậm chí cuồng vọng tới rồi cực điểm hoài không nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói loại này lời nói hắn rốt cuộc là làm sao dám nói ra ha 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 người điên rồi vẫn là đang nói đùa lời nói Thái Lan thật hổ lạnh lùng chào phúng nói. Đồng thời sắc mặt đã trầm xuống dưới, bọn họ là quốc tế cự đầu. Đặc biệt là Thái Lan thật hổ chính hắn, chính là một vị chân chính danh túc tiền bối. Tự nhiên có hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, hiện giờ một cái tiểu bối cư nhiên dám ở bọn họ trước. Mặt phóng loại này lời nói, giết sạch chúng ta. Hắc Phượng Hoàng cười lạnh liên tục liền nàng cũng không dám nói lời này hiện giờ lạc trần cư nhiên dám nói lời này lạc vô cực ngươi thật sự buồn cười đến cực điểm liệt thác phu đều bị khí cười bất quá lại là cười lạnh ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám như vậy ở trước mặt ta nói chuyện đến từ núi olympus vị kia đầu sỏ khinh miệt mở miệng nói ta nhưng thật ra thực kính nể ngươi dám ở chúng ta trước mặt nói như vậy lời nói cho dù là hôm nay đã chết ngày sau cũng có thể giành được một cái hào thanh danh Ai cập phong linh sứ đồ cười cười nói, hắn cả người bao phủ ở đen nhánh áo choàng bên trong. Thoạt nhìn dị thường thần bí, bọn họ đều là quốc tế cự đầu. Hơn nữa vẫn là quốc tế cự đầu bên trong người xuất sắc. Đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin kia một đợt người. Nếu không biết rõ cao ly bốn phía đã bị cao thủ vây đi lên. Bọn họ vì cái gì còn dám trước tiên tới cướp đoạt thủy tinh bộ xương khô chính là nguyên với bọn họ tự tin, bọn họ đối thực lực của chính mình tự tin, ngươi. Biết chúng ta thực lực sao, ngươi liền dám nói như vậy. hắc Phượng Hoàng lại lần nữa cười lạnh nói. Trong tay ngài rát chiến mâu đã có màu lam quang mang ở ngưng tụ ta. Không cần biết ta chỉ nói một chút ta mặc kệ ngươi là cái gì lang vương chi tử. Vẫn là cái gì Amazon nữ thần, hoặc là mặt khác cái gì, thủy tinh bộ xương khô ta. Lạc vô cực muốn, không muốn chết, lập tức lan. Lạc Trần Điểm khởi một con yên, từ từ phun ra một ngụm yên. Lạnh nhạt mở miệng nói, Lạc Trần thanh âm không lớn, nhưng là đủ để truyền khắp toàn bộ bầu trời. Đêm, động lại phong tiết bên trong. Chỉ có Lạc Trần này một phen lời nói, động lại phong tiết bên trong. Đối mặt tám vị siêu cấp đầu sỏ, Lạc Trần ngạo nghễ đứng ở những người này nhìn chung quanh. Dưới, những người này, bất luận cái gì một cái đều đủ để tại thế giới các nơi nhấc lên ngập trời gợn sóng. Thực lực càng là đủ để hủy thiên diệt địa, hiện giờ tám vị tề tụ. Nhưng là lạc trần cư nhiên ở uy hiếp bọn họ, không phải một cái, mà là tám, một người. Uy hiếp tám quốc tế cự đầu, quả thực chính là rõng rạc. Liệt thác phu quát lớn nói, hắn từ nhỏ ở lang tộc lớn lên. Có thể nói một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ bỏ ngủ thời gian. Hắn còn lại thời gian đều ở chiến đấu đều đang không ngừng đột phá tự mình, nếu không cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền. Đạt tới bát cấp đỉnh thực lực nhưng là ngay cả hắn cũng không dám nói như vậy lời nói, nếu người một hai phải tìm chết ta liền trước thành toàn ngươi, thế. Gian này cao thủ nhiều như mây, ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng. Tầm mắt như thế hẹp hòi người, sớm nên đem ngươi chém. Thái Lan thật hổ đứng dậy, hắn đã không thể nhịn. Này người trẻ tuổi quá cuồng vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng liệt thác phu là nhất cuồng vọng. Rốt cuộc liệt thác phu tới thời điểm trực tiếp làm ra tới một hồi bão tuyết tới thị uy, nhưng là hiện tại xem ra. Cùng cái này Lạc Vô Cực so sánh với, liệt thác phu xem như thực khách khí, Thái Lan thật hổ bước nhanh tiến lên, đi hướng Lạc Trần. Cả người thanh quang đại thịnh, không trung tầng mây không ngừng quay cuồng, toàn bộ thế giới nháy mắt gió nổi mây phun, mọi người hô hấp đều trở nên trầm trọng, Thái Lan thật hổ một bước. Bước ra, ầm vang một tiếng, đại địa cư nhiên giống như mặt hồ giống nhau tạo nên một tầng một. Tầng gợn sóng, chỉ là này gợn sóng là bùn đất, bốn phía kiến trúc nháy mắt dầm một chút. Toàn bộ sập, nơi xa một ít cao ốc building cũng nháy mắt sập, gần vô cùng đơn giản một chân. Này quả thực so động đất còn muốn khủng bố, cái này kêu lạc vô cực người thật sự quá không biết trời cao đất rộng này đó đầu sỏ thực lực cường đại há là hắn loại người này có thể tưởng tượng hoài không ở nơi xa bình luận nói mà nhìn thấy thái lan thật hổ chuẩn bị động thủ lạc trần lại chậm rãi mở miệng nói không cần từng bước từng bước tới các ngươi toàn bộ cùng nhau đi ngươi thật sự ở tìm chết thái lan thật hổ đều giận dữ đây là coi khinh đây là đối bọn họ này đó đầu sỏ nhục nhã bọn họ những người này ngày thường gian cao cao tại thượng chính là một ít tiểu quốc gia người lãnh đạo nhìn thấy bọn họ đều đến khách khách khí khí có từng người khác như vậy coi khinh quá ta sẽ làm ngươi biết vũ nhục chúng ta kết cục là cái gì thái lan trong tay thanh quang đại thịnh hóa thành một loan trường đao phảng phất có thể dễ dàng cắt ra không gian giống nhau ngươi cũng xứng chúng ta cùng nhau đối với ngươi ra tay không ta chỉ là nói thật mà thôi Lạc Trần rất là bình tĩnh mở miệng nói, không cùng nhau thượng, ngươi sẽ hối hận, nhưng... Là Thái Lan thật hổ một đao cũng đã phê hạ, này một đao nâng lên. Không trung bên trong mây đen trong nháy mắt đều bị chém thành hai nửa. Theo sau thanh mang đại thịnh trực tiếp bổ về phía đại địa. Đại địa trực tiếp nứt ra rồi, tựa như một cái đại hẻm núi, trực tiếp lan tràn đi ra ngoài ít. Nhất ba bốn dặm trường, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, đây là quốc tế cự đầu. Chỉ là tùy ý một đao mà thôi, cư nhiên sẽ có lớn như vậy lực phá hoại, hừ, rõng rạc. Thái Lan thật hổ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia đại hẻm núi, nhưng là vừa dứt lời. Liền có một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, ta nói, ngươi sẽ hối hận một. Quyền đánh ra, quá mức đột ngột, Thái Lan thật hổ thần sắc đột nhiên biến đổi. Trực tiếp hoành đao che ở ngực, rầm, giống như lôi đình nổ tung, bắn ra bốn phía hỏa tinh phun xạ phẳng phất núi lửa bùng nổ giống nhau theo sau thái lan thật hổ nháy mắt kéo ra khoảng cách sau đó thần sắc âm trầm nhìn vừa mới vị trí lạc trần chậm rãi thu hồi nắm tay hoàn hảo không tổn hao gì mà thái lan thật hổ ngực lại máu tê đầm đìa một cái thật lớn khẩu tử trực tiếp xé rách lộ ra ngực xâm xâm bạch cốt hắn thanh quang ngưng tụ trường đao trực tiếp tản ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, bị thương cư nhiên là Thái Lan thật hổ, cũng liền nói, vừa mới giao thủ. Thái Lan thật hổ cư nhiên rơi xuống hạ phong, hiện. Tại ta có tư cách cho các ngươi cùng nhau sao? Lạc Trần chào phúng nói. Hảo, chúng ta đây thành toàn ngươi. mươi 536 ngươi sẽ hối hận. Thành toàn hắn, không cần, muốn giết hắn, một mình ta một bàn tay đủ để. Liệt thác phu hoạt động một chút thủ đoạn. Cặp kia lang mắt bên trong toát ra hơi thở nguy hiểm từng cây bén nhọn lợi chảo trực tiếp từ ngón tay thượng duỗi ra tới, hắn lang chảo. So điện ảnh bên trong kim cương lang lang chảo còn muốn cứng rắn cùng sắc bén, phảng phất có thể. Cắt ra thế gian tất cả đồ vật giống nhau, mặc dù là ở đêm tối bên trong. Cũng lập lề lộng lẫy hàn quang, ai đều đừng cùng ta đoạt, ta hôm nay phải giết hắn. Thái Lan thật hổ ngực máu tê đầm đìa, cũng may hắn có dị năng chống đỡ ở chậm rãi khép lại, nhưng là hiện tại hắn thần sắc âm trầm tới rồi cực hạn. Tuy rằng vừa mới hắn có đại ý thành phần ở bên trong. Nhưng là rốt cuộc có hại cùng bị thương chính là hắn, hắn chính là một vị tiền bối danh tốt. Trăm năm trước liền danh chấn quốc tế, hồi lâu chưa từng xuất thế. Hiện giờ vừa mới tái nhậm chức đang chuẩn bị lấy cái thế chi tư. Tại đây chàng đại chiến bên trong lại lần nữa danh dương tứ hải, ai biết cư nhiên làm trò mọi. Người mặt bị một cái không biết nơi nào toát ra tới tiểu bối thương tới rồi. Này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, sỉ nhục này hắn cần thiết báo, bọn Họ thật sự tính toán đồng loạt ra tay sao? Mỹ Lâu Tử ở nơi xa thất thanh nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Kia chính là tám đại quốc tế cự đầu a, à, thật muốn liên thủ giết người. Hôm nay ai tới đều phải chết, nhậm ngươi có thông thiên bản lĩnh sợ là đều khó có thể ngăn. Cản, hắn quá cuồng chúng ta vừa mới xem thường hắn người xem hắn cùng thái lan thật hổ giao thủ tuy rằng là thái lan thật hổ đại ý nhưng là cũng thuyết minh hắn thực lực không tồi nếu hắn không như vậy cuồng nói hơn nữa phía trước tiên cơ hôm nay hắn nói không chừng vẫn là có cơ hội hoài không thở dài nói thật thế hắn đáng tiếc bất quá loại người này quá ngạo đương thời có ai dám độc chiến này tám vị đầu sỏ hoài không lắc đầu ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường trong ngực không xem ra lạc trần mặc dù thực lực có thể địch nổi thái lan thật hồ thậm chí khả năng còn chiếm thượng phong nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng có thể địch nổi tám vị quốc tế cự đầu một chút cơ hội đều không có mỹ lâu từ kinh ngạc nói hừ cơ hội liệt thác phu cùng hắc phượng hoàng trong tay chính là có thần khí Hoài không xua xua tay nói, chuyện tới hiện giờ, nếu tám vị quốc tế cự đầu thật sự ra tay. Như vậy Lạc Trần chỉ có một kết cục đó chính là bị nháy mắt hạ gục. Căn bản không có khả năng có bất luận cái gì phản kháng đường sống, bởi vì nay tám người. Bất luận cái gì một cái đều là dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều phải run rẩy người, nhưng... Tám vị đầu sỏ không có khả năng liên thủ đi giết hắn. Hoài không ở nơi xa bình luận vì... Cái gì? Mỹ Lâu tử nghi hoặc nói. Trực tiếp liên thủ giết chết người này không phải lựa chọn tốt nhất sao, Nguyên. Nhân rất đơn giản, kia chính là siêu cấp quốc tế cự đầu. Bọn họ có bọn họ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, sao có thể đi liên thủ giết một người. Hoài không giải thích nói, thật là như vậy, kia chính là tám vị siêu cấp đầu sỏ. Bất luận cái gì một người đều là cực kỳ tự tin cùng tự phụ. Không có khả năng nói tám người liên thủ đi sát một cái vô danh hạng người. Hắn mạo phạm ta, ta muốn thẩm phán hắn, cho nên hắn cần thiết là của ta." Hắc Phượng Hoàng trong tay chiến mâu chỉ hướng về phía Lạc Trần, sát khí bức người, "Ta nói ta phải giết hắn." Thái Lan thật hổ một bước cũng không nhường, mà Liệt Thác Phu cũng mang. Theo bất mãn âm trầm thần sắc nhìn về phía này hai người, "Ha? Hả, nói giống như các ngươi thực sự có giết ta thực lực giống nhau." Lạc Trần ở một bên cười lạnh nói, "Cư nhiên còn cướp muốn giết ta?" Lạc Trần vứt bỏ trong tay tàn thuốc, ngươi thật đem chính mình quá đương một chuyện. Thái Lan thật hổ chuẩn bị lại lần nữa đối Lạc Trần ra tay, nhưng là Hắc Phượng Hoàng lại đem. Trong tay chiến mâu một hoành, trực tiếp ngăn ở Thái Lan thật hổ trước mặt ta. Nói, hắn là ta con mồi, ngươi nghe không hiểu. Hắc Phượng Hoàng lạnh lẽo mở miệng nói, nàng là cửu cấp dị nhân. Tuy rằng chân thân không có tới nơi này, nhưng là chút nào không ảnh hưởng nàng bá đạo tiểu bối, ngươi ở cùng ta gọi nhịp. Thái Lan thật hổ đồng dạng bễ nghễ nhìn về phía Hắc Phượng. Hoàng, đều đừng cãi cọ, ta thế các ngươi giết chết không phải hảo. Đến từ núi Olympus thượng vị kia đầu sỏ đứng dậy, hắn cả người đều lượn lờ điện quang. Keng keng rung động hồ quang không ngừng lập lòe. Thoạt nhìn tựa như lôi thần hạ phàm giống nhau, một đôi con ngươi càng là dọa người đen nhánh con ngươi thoạt nhìn phẳng phất là hai khẩu hắc động giống nhau, chỉ là xem bề ngoài. Liền biết, này một vị tuyệt đối cũng là khủng bố tới rồi cực hạn nhân vật. Hơn nữa, hắn sau lưng cõng một chương đại cung, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, các. Người ai dám giành giật với ta thử xem. Liệt thác phu ngồi xuống kim loại gấu nâu trực tiếp đem liệt thác phu bao vây ở bên trong. Giờ phút này liệt thác phu tựa như một cái quái vật hùng thân mình. Nhưng là lại có một viên giữ tận thị huyết đầu sói, làm giờ phút này Liệt Thác phu thoạt nhìn. Nguy hiểm tới rồi cực hạn, giống như một cái hùng hình cỗ máy chiến tranh, hắn là lang nhân tộc. Vương tử, con hắn bị đối phương hành hung, hơn nữa hiện tại sinh tử không biết. Hắn không có khả năng buông tha Lạc Trần, mà Hắc Phượng Hoàng đồng dạng cũng có sẽ không bỏ qua. Lạc Trần lý do, Lạc Trần cư nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn làm nàng làm thị vệ nhưng là bọn họ đều là quốc tế cự đầu có chính mình địa vị cùng mặt mũi lúc này ai đều không thể làm ra nhượng bộ tám vị quốc tế cự đầu hiện giờ đã có bốn vị đứng ra tranh chấp đi lên đều là siêu cấp đầu sỏ đều rất có địa vị tự nhiên sẽ không đối ai chịu thua hơn nữa ở bọn họ trong mắt căn bản là không có đem lạc trần để vào mắt bọn họ chân chính để ý chính là đều là đầu sỏ này đó đối thủ, ha ha, còn tưởng tám vị đầu sỏ liên thủ giết hắn, ngươi. Xem hiện tại mọi người đều ở tranh nhau muốn đi giết hắn. Này phân khinh miệt đã không cần nói cũng biết, Hoài Không ở nơi xa nói, ta cũng không quá thích người này, quá cuồng. Mỹ Lâu tử mở miệng nói, ai? Lạc Trần thở dài một tiếng, nhìn những người này tranh nhau tới sát chính mình. Làm hắn có chút tức giận, rốt cuộc hiện tại là người khác tranh nhau muốn tới sát chính mình, các ngươi thật không suy xét cùng nhau thượng. Lạc Trần lại lần nữa hỏi, ngươi, thật đúng là không cái kia tư cách làm chúng ta cùng nhau giết ngươi. Mà Pháp Sư Thiên quỷ lạnh nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ai cập vong linh sứ đồ hừ lạnh nói. Bọn họ tranh nhau giết ngươi, đó là bởi vì chúng ta tất cả mọi người không có đem ngươi đặt ở. Trong mắt ngươi cư nhiên còn vọng tưởng, chúng ta tám người liên thủ tới giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể xứng cùng chúng ta này đó đầu sò đánh đồng. Mặt khác một vị đầu sò cũng mở miệng. Chỉ chỉ là lời trong lời ngoài tất cả đều là khinh thường cùng coi khinh, ai, hảo đi. Lạc trần đôi tay một quắn, vốn dĩ ta còn muốn hoạt động một chút gân cốt. Sau đó nhìn xem các vị thực lực rốt cuộc như thế nào, lạc. Trần sau lưng hư không ở run dày. Đang không ngừng run dày tạo nên một vòng một vòng sóng gợn, cho các ngươi tám người cơ hội liên thủ, nhưng là đáng tiếc, các ngươi lại bỏ lỡ, có. Chút cơ hội một khi bỏ lỡ, hối hận liền tới không kịp, cướp muốn tới giết ta lạc vô cực, ha. Hả, thật sự buồn cười, buồn cười, ai? Cho ngươi lá gan, ai cho các ngươi tự tin ở trước mặt ta làm như vậy, lạc. Trần lạnh băng thanh âm vừa rơi xuống đất, lạc trần sau lưng hư không vỡ ra. Một thanh kim sắc đại kiếm chậm rãi hiện lên ra tới, chuôi này đại kiếm mang theo một cổ bễ nghẽ bát hoang tứ hải hơi thở, mà lạc trần còn lại là sát ý nghiêm nghị chậm rãi cầm thái hoàng kiếm. Chuôi kiếm, chương 537 nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Quá không biết tự lượng sức mình. Nơi xa một ít thất cấp dị nhân cùng những người khác bình luận vừa mới lạc trần kia phiên lời. Nói bọn họ cũng nghe thấy, nhưng là lạc trần những lời này đó không có người thật sự. Tất cả mọi người cảm thấy đó là ở hồ ngôn loạn ngữ, dám nói cho kia tám vị quốc tế cự đầu cơ hội, dữ dội buồn cười, mà ban đầu, Hắc Phượng Hoàng, Liệt Thác Phu. Thái Lan thật hổ chờ tám vị quốc tế cự đầu cũng cảm thấy lạc trần lời này là ở hồ ngôn loạn. Ngữ, nhưng là theo kia đem đại kiếm hiện ra tới. Bọn họ mọi người thần sắc cũng đã thay đổi, bởi vì kia cổ hơi thở vừa ra tới. Bọn họ trong lòng một cái lộp bộp, mọi người nháy mắt sờn tóc gáy. Toàn thân lông tóc dựng đứng, một cổ mãnh liệt sinh từ nguy cơ nháy mắt bao phủ bọn họ mọi người trên người, tám vị quốc tế cự đầu đồng thời sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lộ ra hoảng sợ thần sắc nhưng là liền giống như Lạc Trần nói như vậy. Chậm, thật sự quá muộn, bởi vì Lạc Trần động sát khí, Lạc Trần thần sắc lạnh nhạt. Nắm trụ Thái Hoàng kiếm kia một khác. Một cổ hồn hậu Thái Hoàng kinh tiên lực quán chú đi vào, cơ hồ không có nửa phần do dự. Giờ tay chính là nhất kiếm chém qua đi, nơi xa hoài không cùng mặt khác quan chiến thất cấp dị nhân chờ đều còn ở nghị luận lạc trần vừa mới kia phiên lời nói hắn nhưng thật ra vận khí tốt đắc tội vài vị đầu sỏ nếu chỉ là một vị sợ là hắn giờ phút này đã sớm đã chết hừ hắn không khỏi quá không đem quốc tế cự đầu để vào mắt đi giống hắn loại này cuồng ầm vang lạc trần kia nhất kiếm rơi xuống một cổ cuồng phong thổi tới một đạo lộng lẫy đến mức tận cùng quang mang nháy mắt sông lên tận trời trực tiếp cắt qua tầng mây, xuất hiện ở trời cao, rồi sau đó toàn bộ không trung nháy mắt bị. Chiếu giống như lượng như ban ngày, lộng lẫy đến cực điểm quang mang mang theo một cổ nóng cháy. Tới rồi cực hạn khí lãng lên tới trời cao bên trong. Phẳng phất một viên thật lớn thái dương từ từ dâng lên, toàn bộ phủ sơn đều bị trong nháy mắt. Chiếu sáng, mà cao ly bên ngoài một ít cao thủ mày nhăn lại, nhìn về phía phủ sơn phương hướng. Sôi nổi lộ ra dị thường thần sắc đây là vị nào cao thủ, loại này hơi thở, chiến lực đã cái thế, gặp. Khẳng định tới siêu cấp cao thủ, từng. Đạo nghị luận tiếng vang lên, mà kia lộng lẫy quang mang tan đi lúc sau. Phủ Sơn Vinh ra tổ trạch đã không còn nữa tồn tại, hoặc là nói ít nhất phạm vi mười dặm phạm. Vì, đã là một cái thiên thạch hố, hố nội còn có một ít trong suốt huyết nhục cùng một ít tàn chi. Đoạn tí, tránh ở nơi xa mọi người. Mà kệ là thất cấp dị nhân vẫn là những cái đó ngũ cấp lục cấp. Hoài uổng công chờ đợi người giờ khác này đều đã bị dọa choáng váng. Lạc Trần nhìn nhìn hố sâu nội tình huống, sau đó mày một chọn gì? Cứ nhiên còn có hai cái không có chết thấu. Lạc Trần rất có hứng thú hướng đi hố sâu nội cho tới bây giờ. Mọi người mới hiểu được cái kia giống như thần ma nam tử. Cái kia gọi là lạc vô cực nam tử. Từ đầu chí quấy nhân ra đều không có cuồng quá. Thậm chí điệu thấp tới rồi cực điểm các. Người hài cái cũng không tệ lắm, cư nhiên còn chưa có chết thấu. Lạc Trần hơi mang khoa trương mở miệng nói, đồng dạng ngữ khí nói chuyện. Nhưng là kết quả lại không giống nhau, phía trước Lạc Trần nói như vậy. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Lạc Trần không biết trời cao đất rộng, mà hiện tại. Còn lại là ở thương hại hai người kia, liệt thác phu gấu khổng lồ chiến giáp từ ngực nơi đó nứt. Ra rồi một đạo thật lớn khẩu tử tự nhiên hắn ngực một cái thật lớn khẩu tử trực tiếp sỏ xuyên qua đến bụng. Thiếu chút nữa đem hắn cả người đều chia làm hai nửa, hắn nằm trên mặt đất. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc, hắn chiến giáp tuy rằng chỉ là phòng phẩm, nhưng là chống đỡ được đạn hạt nhân không nói chơi a à, hiện giờ, chỉ là nhất kiếm mà thôi. Hắn chiến giáp cư nhiên ngăn không được, hơn nữa hắn trong lòng đích xác hối hận nếu là vừa mới liên thủ một trận chiến chẳng sợ không thể đủ thắng nhưng là ít nhất còn có cơ hội chạy trốn mạng sống kết quả liền bởi vì đại ý cùng cuồng vọng hiện tại đâu hắn đường đường lang nhân tộc vương tử lang nhân tộc lang vương dòng chính huyết mạch hiện giờ đừng nói chiến đấu chính là liền chạy trốn cơ hội đều không có mà mặt khác một bên hắc phượng hoàng cũng hảo không đến chạy đi đâu ngải duệ tư chiến mâu lăn xuống ở một bên nàng nửa cái thân mình đều đã nổ tung. Hiện tại chỉ có một nửa thân mình cường trống, nếu không phải là bởi vì vừa mới thời khắc máu. Chốt thần khí ngải duệ tư chiến mâu giúp nàng chặn tuyệt đại bộ phận lực công kích. Sợ là nàng đã sớm cùng mặt khác kia mấy cái quốc tế cự đầu giống nhau, liền thi hài đều không có. Hoàn chỉnh, hối hận. Lạc Trần đi đến hắc Phượng Hoàng trước mặt lạnh nhạt nhìn hắc Phượng. Hoàng, ngươi thật sự làm ta ngoài ý muốn hắc phượng hoàng muốn so liệt thác phu bình tĩnh nhiều bởi vì nàng tuy rằng sắp chết nhưng là nàng sẽ không thật sự chết đi rốt cuộc nàng là tinh thần lực tới nơi này đều không phải là chân thân tới nơi này sớm nhắc nhở quá các ngươi muốn các ngươi liên thủ ngươi xem bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có lạc trần chỉ chỉ trên mặt đất những cái đó trong suốt huyết nhục đó là còn thừa kia sáu vị quốc tế cự đầu, bọn họ nhưng không có thần khí hộ thể, cho nên ở vừa mới. Đã toàn bộ đã chết, rốt cuộc lạc trần vừa mới ra tay chính là sát chiêu, đích. Xác chúng ta hối hận nếu là vừa mới đại gia liên thủ đối phó ngươi. Tuy rằng không nhất định có thể đánh bại ngươi, nhưng là ít nhất không cần chết như vậy nghẹn khuất. Liệt thác phu thở phì phò nói, đích sắc quá nghẹn khuất đường đường tám vị quốc tế cự đầu. Liền động thủ cơ hội đều không có cư nhiên cứ như vậy làm người nháy mắt giết chết để cho người nhạo báng chính là. Mặc dù là hắn tám người liên thủ đều không nhất định có thể đánh bại người. Ban đầu bọn họ cư nhiên muốn cướp đi giết nhân ra, nhân ra chính là đã cho bọn họ cơ hội, đáng. Tiếc bọn họ không có quý trọng, ngay cả chết. Bọn họ đều chết buồn cười đến cực điểm, khinh thường nhân ra, không đem nhân ra để vào mắt nhân ra chỉ là nhất kiếm mà thôi, trực tiếp nháy mắt hạ gục bọn họ tám vị đầu sỏ, hiện tại không chỉ. Có là liệt thác phu cùng hắc phượng hoàng, bao gồm quan chiến tất cả mọi người minh bạch. Cũng đều tin, Lạc Trần đích xác có thể không cần tiên cơ. Bởi vì Lạc Trần nói chính là lời nói thật có này phân chiến lực. Hắn yêu cầu cái gì tiên cơ, căn bản không cần, hơn nữa từ lúc bắt đầu. Lạc Trần nói chính là lời nói thật, hắn có thể giết sạch này tám người, nhưng là không chỉ có này tám người, ngay cả quan chiến những người khác đều không tin. Cho rằng Lạc Trần là hồ ngôn loạn ngữ, là cuồng vọng. Là không biết trời cao đất rộng, hiện tại, chân chính không biết trời cao đất rộng. Chân chính cuồng vọng chính là này tám người, nhân ra có đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ tám người. Thực lực, bọn họ cư nhiên còn vọng tưởng trước đem nhân ra giết chết Thái Lan thật hồ. Ma Pháp Sư Thiên Quỷ, núi Olympus đầu sỏ, liệt thác phu hắc phượng hoàng ước chừng tám vị quốc tế cự đầu trực tiếp bị nhất kiếm nháy mắt hạ gục ra ra nơi xa mỹ lâu tử đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch chạy chạy mau hoài không chiến chiến căng căng mở miệng nói hắn cũng bị dọa run bần bật nghĩ đến vừa mới nói lạc trần những cái đó nói bậy hoài rỗng ruột liền lo sợ bất an loại này đại nhân vật há là hắn có thể vọng thêm bình luận hơn nữa hắn biết hôm nay lúc sau lạc vô cực này ba chữ sợ là sẽ truyền khắp toàn cầu, nhất kiếm chém giết tám vị quốc tế cự. Đầu, này phân chiến lực đủ để ngạo thế đương kim. Nhưng là thiên đại phiền toái cũng sắp cùng với mà đến, bởi vì hôm nay này tám vị đầu sỏ. Mỗi một vị sau lưng đều có thiên đại địa vị. mươi 538 đây là tàn sát. Khụ khụ tương đương, liệt thác phu mãnh liệt ho khan vài tiếng. Hắn kiên trì không được bao lâu, nhưng là hắn thật sự không cam lòng thật sự nghẹn khuất, hắn một thân cái thế chiến lực, lời thề son sát. Lấy bễ nghễ tứ phương tư thái, tự tuyết quốc bôn tập mà đến, thề muốn ở phủ sơn nhấc lên ngập. Trời gợn sóng, muốn cướp đoạt đến thủy tinh bộ xương khô, nhưng là trừ bỏ làm ra vừa ra bão. Tiết, hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Cứ nhiên cứ như vậy bị giết, hắn lang nhân tộc tương lai vương chữ. Ngày sau chính là muốn thống ngự toàn bộ lang nhân tộc vương giả. Hắn cả đời cứ như vậy đột ngột kết thúc, hắn không sợ chết. Nhưng là hắn lại sợ như vậy liền cơ hội ra tay đều không có. Liền đã chết, hắn hận ý cùng chiến ý ngập trời, cuối cùng rồi lại hóa thành nồng đậm hối ý. Nếu ngay từ đầu, bọn họ liền liên thủ, như thế nào sẽ chết như vậy hèn nhát, chuẩn. Bị nghênh đón lang nhân tộc lửa giận đi. Liệt thác phu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong mắt là nồng đậm không cam lòng, một thế hệ lang tộc vương tử một vị danh chấn quốc tế đầu sỏ cứ như vậy ngã xuống không có vinh quang không có chiến tranh mà mặt khác một bên hắc phượng hoàng cũng kiên trì không được giúp ta thu hảo ngài duệ tư chiến mâu ta sẽ dùng nó đem ngươi đinh ở trên mặt đất hắc phượng hoàng lạnh lùng mở miệng nói nàng tinh thần lực chậm rãi biến mất lại một vị quốc tế cự đầu lui bại tàn sát đây là tàn sát cao ly phủ sơn thủy tinh bộ xương khô chi chiến lạc vô cực một người nhất kiếm tàn sát tám vị quốc tế cự đầu lạc trần đem ngải duệ tư chiến mâu chậm rãi nhắc tới tới dùng tay sờ sờ này chi chiến mâu toàn thân đen nhánh nhưng là lạc trần phát hiện này ngải duệ tư chiến mâu kia cổ kỳ dị lực lượng biến mất hiện giờ chỉ là một kiện bình thường chiến mâu đương nhiên nó cường độ khẳng định so bình thường chiến mâu mạnh hơn nhiều rốt cuộc đây chính là trong truyền thuyết thí quá thần chiến mâu lạc trần suy đoán hẳn là có đặc thù phương pháp mới có thể sử dụng cái này thần khí bất quá lạc trần nhưng thật già không có để ý mà là ninh chiến mâu chậm rãi ngẩng đầu bễ nghẽ nhìn về phía bốn phía con có ai muốn cùng ta đoạt lạc trần thanh âm không lớn nhưng là lại đủ để cho bên ngoài những người đó toàn bộ nghe thấy tức khắc mọi người sợ tới mức đột nhiên một cái giật mình bốn phía quan chiến những người đó bình thường cũng là một quốc gia đại lão cũng là kinh sợ một phương đại nhân vật một câu. Liền đủ để quyết định rất nhiều người sinh tử tồn tại, nhưng là hiện tại. Nhìn cái kia cầm súng đứng ngạo nghễ nam tử, này đó đại nhân vật sợ, ra đầu tê dại. Trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc đến nỗi đi đoạt lấy thủy tinh bộ xương khô, lúc này ai dám? Đi, tám vị quốc tế cự đầu, liền nhất kiếm đều ngăn không được, bọn họ còn có ai dám đi không? Ai tới? Lạc Trần khẽ cười một tiếng, kia còn chưa cốt lạc trần lạnh nhạt mở miệng nói tức khắc từng đạo thân ảnh bằng mau tốc độ trực tiếp biến mất sợ lạc hậu liền vĩnh viễn cũng đi không được vinh tại húc cười khổ nhìn một màn này nguyên bản nơi này hẳn là muốn phát sinh một hồi đại chiến thậm chí là luân phiên kịch liệt đại chiến các đại cao thủ các đại quốc tế cự đầu lại ở chỗ này triển khai long tranh hổ đấu bởi vì bọn họ mỗi một cái đều Đối thủy tinh bộ xương khô nhất định phải được, nhưng là hiện tại, Lạc Trần một người. Trực tiếp thanh tràng, cái gì gọi là khí phách, đây là đơn giản, thô bạo, các quốc gia cao thủ. Đệ nhất sóng trước nhất tiến cao thủ. Cứ nhiên cứ như vậy lui, tin tức này đang ở nhanh chóng bị truyền lại đi ra ngoài, phát sinh. Ngoài ý muốn, kết quả này hiển nhiên là tất cả mọi người không nghĩ tới, không có người sẽ nghĩ. Đến sẽ là như thế này một cái khó có thể tin kết quả trong một đêm bảy vị quốc tế cự đầu ngã xuống ngay cả cửu cấp dị nhân hắc phượng hoàng amazon nữ thần đều thân bị trọng thương bại lui tin tức này vừa ra tức khắc ở bậc lửa ở cao ly sở hữu cao thủ đêm đó núi olympus thượng chấn động lôi điện ngang trời cơ hồ bao phủ toàn bộ núi olympus mà màn đêm buông xuống ai cập kim tự tháp phụ cận âm phong đại trấn nhấc lên tề trời cao gió lốc đồng thời nhất chấn động chính là tiết quốc toàn bộ tiết quốc nháy mắt băng thiên tiết địa, điên cuồng bão tuyết cơ hồ đem toàn bộ tiết quốc biến thành bác. Cực mà lạc vô cực tên này đồng dạng cũng ở bay nhanh truyền bá đi ra ngoài, lạc. Tiên sinh, người lúc này đây, chính là có điểm xúc động. Vinh Tại Húc nhìn dẫn theo trường thương đi tới Lạc Trần cười khổ nói, nói như thế nào? Lạc Trần nhướng mày nói, Lạc Tiên Sinh, người lần này tử chính là thọc tổ ong vò vẽ, hiện. Giờ Lạc Trần tối nay nhất kiếm giết bảy vị đầu sỏ, trọng thương một vị đầu sỏ vứt bỏ thủy tinh bộ xương khô không nói lạc trần cũng đã cùng quốc tế thượng những cái đó thế lực lớn kết hạ sinh tử đại thù rốt cuộc lạc trần liền nhân ra lang vương nhi tử đều chém giết lang vương sao có thể sẽ bỏ qua lạc trần đâu ta không cần phải quá để ý lạc trần đi tới kia khẩu giếng cạn bên toàn bộ vinh gia tổ trạch đã hủy diệt rồi nhưng là duy độc này khẩu giếng cạn không có bị hủy hư giếng cạn bên trong chảy xuôi màu lam nhạt vầng sáng, đặc biệt là cùng tháng chiếu sáng xuống dưới lúc sau. Toàn bộ giếng cạn có vẻ càng thêm thần bí mê ly. Phẳng phất đến từ một cái khác thần bí thế giới giống nhau, mà một viên thủy tinh bộ xương khô. Liền như vậy lặng lặng nằm ở giếng cạn bên trong, vinh tại húc giờ phút này đã ở giếng cạn bên. Trong, nhặt lên kia viên thủy tinh bộ xương khô, bò lên tới lúc sau. Đem thủy tinh bộ xương khô đưa cho lạc trần lạc trần cũng không có nhìn kỹ cầm thủy tinh bộ xương khô hai người đi rồi một khoảng cách lúc sau liền ngồi xe về tới vinh gia ở nội thành biệt thự cao cấp bên trong trong thư phòng vinh tại húc cười cười ôm quyền nói chúc mừng lạc tiên sinh đem thủy tinh bộ xương khô thu vào trong túi chỉ là tương đối phiền toái chính là hiện tại đại gia khẳng định biết là lạc tiên sinh ngươi cầm đi thủy tinh bộ xương khô Lạc tiên sinh muốn đem thủy tinh bộ xương khô mang đi khó khăn liền lớn. Vinh Tại Húc lo lắng nói, đây là lời nói thật. Rốt cuộc Lạc Trần hiện tại bắt được thủy tinh bộ xương khô. Nhưng là chân chính cướp đoạt hiện tại mới bắt đầu, hiện tại phòng trừng sở hữu cao thủ đều đã. Biết Lạc Trần bắt được thủy tinh bộ xương khô. Hơn nữa, mặc dù Lạc Trần vừa mới chém giết tám vị đầu sỏ, nhưng là trên thế giới này chân chính lợi hại không nhất định liền không có tới tỷ như hôm nay hắc phượng hoàng nếu chân thân tiến đến như vậy thắng bại thật đúng là khó mà nói cửu cấp cùng bát cấp chi gian kém cũng không phải là như vậy một chút nếu thực sự có cửu cấp dị nhân tới mặc dù là lạc trần cũng đều khó có thể giữ được này thủy tinh bộ xương khô hơn nữa lạc tiên sinh này thủy tinh bộ xương khô một ngày ở trong tay ngươi sợ là một ngày đều sẽ không được an bình a à, điểm này ta sẽ không lo lắng nếu dám lấy ta sẽ không sợ ngày sau những cái đó ùn ùn không dứt cao thủ tới tìm ta lạc trần chậm rãi mở miệng nói bất quá ta khi nào được đến thủy tinh bộ xương khô lạc trần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng hai mắt mang theo trào phúng nhìn về phía vinh tại húc lạc tiên sinh ngươi nói đùa này thủy tinh bộ xương khô không phải ở trong tay ngươi sao Vinh Tại Húc ngạc nhiên mở miệng nói, ở trong tay ta. Lạc Trần cười lạnh một tiếng, răng rác. Thủy tinh bộ xương khô trực tiếp bị lạc trần bóp nát, nhỏ vụn thủy tinh sái đầy đất đều là, lạc. Tiên sinh, ngươi làm gì vậy, đây chính là ngươi thật vất vả được đến thủy tinh bộ xương. Khô, ha ha, vinh tại húc, ngươi là cảm thấy ta khờ sao. Lạc trần hai mắt hàn mang đại trướng, lạc. Tiên sinh, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lừa ngươi không thành, vừa mới kia khẩu giếng cạn ngươi cũng nhìn. Bên trong cũng chỉ có này một cái thủy tinh bộ xương khô. Vinh Tại Húc biểu tình rất là đạm nhiên giải thích nói, hơn. Nữa, Vinh Tại Húc còn muốn nói, lại bị Lạc Trần phất tay đánh gãy, "Ngươi. Đương nhiên không có gạt ta, bởi vì ngươi lừa chính là mọi người, Lạc." Trần trên mặt lộ ra một mặt trào phúng, "Ta nói không sai đi, Vinh Tại Húc, hoặc là nói ta nên ngươi kêu ngươi một cái tên khác. Thủy tinh bộ xương khô." chương 539 bởi vì ta khinh thường. Thủy tinh bộ xương khô, vinh tại húc tức khắc đứng dậy, có vẻ thực hoảng loạn cùng nôn nóng, lạc. Tiên sinh, người trò đùa này khai nhưng có điểm qua. Vinh tại húc lộ ra phẳng phất nóng lòng giải thích biểu tình, không? Thể không nói, người diễn thực hảo. Lạc trần chậm gì gì bậc lửa một con yên, phun vòng khói mở miệng nói. Nhưng là lạc trần hai mắt bên trong lại mang theo hài hước, bớt quá, đúng là bởi vì ngươi diễn thật tốt quá, thậm chí là quá mức. Lạc Trần nhìn nhìn Vinh tại húc, lúc, trước ngươi tới tìm ta thời điểm, ta liền kỳ quái, ngươi Vinh ra mặc kệ là đắc tội với ai. Đều có thể giao ra thủy tinh bộ xương khô, tới đạt được game kinh dị bảo hộ, hà. Tất đại thật xa tới tìm ta, có game kinh dị bảo hộ. Kia chính là tương đương có toàn bộ thế giới cao thủ bảo hộ, nhưng là cố tình. Vinh Tại Húc không có đi giao ra thủy tinh bộ xương khô, ngược lại là đi tìm Lạc Trần, ngươi. Vinh gia vì cái gì không giao ra thủy tinh bộ xương khô đâu? Đơn. Giản chính là hai loại tình huống, đệ nhất, người Vinh gia lấy không được thủy tinh bộ xương khô, đệ nhị, người Vinh gia không thể giao ra thủy tinh bộ xương khô, nhưng là hiển nhiên, Lạc Trần phân tích một chút, từ đêm nay Vinh Tại Húc có thể thuận lợi bắt được thủy tinh bộ xương khô tới nói. Vinh gia là không tồn tại đệ nhất loại tình huống, như vậy chỉ có thể là Vinh tại húc hắn không? Thể đủ giao ra thủy tinh bộ xương khô thà, rằng mạo Vinh gia bị diệt nguy hiểm cũng không giao ra thủy tinh bộ xương khô, ngươi. Nói, này có phải hay không thực làm người cảm thấy thú vị? Lạc Trần châm chọc nói, Lạc tiên sinh, ngươi hiểu lầm, thủy tinh bộ xương khô chỉ có đêm nay mới có thể lấy ra tới người cũng thấy đêm nay nếu là ta chính mình lấy đi thủy tinh bộ xương khô đối mặt như vậy rất mạnh địch ta căn bản không có khả năng sống sót toàn bộ vinh ra cũng không có khả năng sống sót vinh tại húc lại lần nữa giải thích nói hắn cái chán đổ mồ hôi lộ ra phẳng phất bị lạc trần hiểu lầm lại vội vã giải thích phức tạp thần sắc ngươi rất rõ ràng này chỉ là một cái cớ lạc trần lạnh lùng quát lớn nói nếu vinh tại húc có thể giao ra thủy tinh bộ xương khô game kinh dị cũng có thể chờ đến đêm nay hà tất muốn làm điều thừa đi tuyên bố cái gì nhiệm vụ làm nhiều như vậy cao thủ đều tụ tập mà đến chỉ cần vinh tại húc một người phối hợp thì tốt rồi nói đến nói đi vẫn là vinh tại húc không giao mới có thể tạo thành game kinh dị tuyên bố nhiệm vụ như vậy ngày đó trong yến hội ở lang nhân tộc cùng ta chi gian hơi chút có điểm đầu óc người đều biết tốt nhất lựa chọn hẳn là lang nhân tộc. Nhưng là ngươi lại tiền ta. Lạc Trần lại lần nữa mở miệng nói, nếu thật muốn đối lập. Lạc Trần chính mình không có lộ ra át chủ bài phía trước. Lang nhân tộc đích xác càng thích hợp nịnh bợ nhưng là vinh tại húc lại kiên trì lựa chọn lạc. Là... Trần, hơn nữa, ngươi xem nhẹ một cái chuyện quan trọng. Ngươi cho rằng vinh tam vinh tư cái loại này con kiến, ta thực sự có hứng thú cùng bọn họ so đo bọn họ cũng xứng ta tự mình động thủ giết bọn hắn ta thân thủ giết bọn họ chỉ là vì thử ngươi nhưng là biểu hiện của ngươi thực làm người ngoài ý muốn a à, lạc trần lúc ấy giết chết này mấy người thời điểm lạc trần cố tình lưu ý quá vinh tại húc thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút biểu tình lạnh nhạt tới rồi cực hạn phảng phất cùng hắn không quan hệ giống nhau nếu vinh tại húc thỉnh lạc trần là tới bảo hộ vinh ra lại như thế nào sẽ cho phép lạc trần giết chết vinh ra người này lại có thể thuyết minh cái gì đâu vinh tại húc còn ở rào biện thuyết minh có lẽ ngươi căn bản không phải vinh ra người lạc trần sâu kín nhìn thoáng qua vinh tại húc lạc tiên sinh này đó đều chỉ là ngươi suy đoán mà thôi mà ta cũng xác thật thực hiện hứa hẹn làm ngươi bắt được thủy tinh bộ xương khô vinh tại húc lại lần nữa mở miệng nói hơn nữa ngươi luôn miệng nói ta không phải vinh tại húc. Ngươi không cảm thấy này thực buồn cười sao, ngươi? Là vinh tại húc, như vậy giếng kia chỉ vong hồn lại là ai? Lạc trần thanh âm rất thấp, nhưng là lúc này đây vinh tại húc sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cái. Gì vong hồn, còn muốn trang? Lạc trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, ta. Mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình cứu một cái hoa hạ nữ nhân. Nữ nhân kia vừa vặn liền ở tại ngươi vinh ra tổ trạch bên kia, đêm đó ta ngủ lại ở nơi đó, ta ở giếng cạn bên thấy được một con tiểu hài từ quỷ hôn. Mà giếng cạn bên trong còn có một con quỷ hôn. Con quỷ hồn kia cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Lạc Trần lúc ấy ở giếng cạn nhìn đến kia chỉ cùng Vinh Tại Húc lớn lên giống nhau như đúc quỷ. Hồn khi cũng cảm thấy kỳ quái nhưng là cùng con quỷ hồn kia đối diện dưới. Con quỷ hồn kia hiển nhiên không quen biết Lạc Trần lúc ấy bắt đầu. Lạc Trần liền cơ hồ có chính mình phán đoán. Cho nên cuối cùng Lạc Trần mới có thể thân thủ giết Vinh Tam Vinh tư tới thử Vinh Tại Húc còn. Muốn chứa đi, Lạc Trần cười lạnh nhìn Vinh Tại Húc, ha. Hả, không thể không nói, người lạc vô cực đích xác không hảo lược, bất. Quá kia lại như thế nào? Vinh Tại Húc bỗng nhiên thực càn rỡ mở miệng nói, hiện. Tại toàn thế giới cao thủ, bao gồm game kinh dị đều biết thủy tinh bộ xương khô là ngươi lạc vô. Được được đến, đến lúc đó những người này chỉ biết tới tìm ngươi, cái này nổi ngươi. Ngươi lạc vô cực bối cũng đến bối, không bối cũng đến bối. Vinh Tại Húc cười lạnh nói, hơn. Nữa ngươi đắc tội những cái đó khủng bố thế lực lớn ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua. Ngươi, giết lang nhân tộc vương tử, ngươi cảm thấy lang vương sẽ không tìm ngươi tính sổ, đả. Thương Hắc Phượng Hoàng, ngươi cảm thấy Hắc Phượng Hoàng sẽ không tới tìm ngươi báo thù. Càng đừng nói, những cái đó tranh đoạt thủy tinh bộ xương khô vô tận cao thủ, ngươi. Lạc Vô Cực đã xong rồi, liền tính ngươi phát hiện, ngươi chỉ có thể hết đường chối cãi. Vinh Tại Húc càn rỡ cười to nói, nhưng là Lạc Trần biểu tình trước sau thực lạnh nhạt ngươi. Nói rất đúng, bất quá ngươi sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lạc Trần run run trong tay khói bụi, chào phúng nhìn Vinh Tại Húc ta. Nếu phía trước liền phát hiện này hết thảy, ta đêm nay vì cái gì còn sẽ đi đại sát tứ phương đâu lạc trần hỏi ngược lại cái này làm cho vinh tại húc cũng đột nhiên sửng sốt đúng vậy nếu hắn lạc vô cực đã sớm phát hiện làm gì đêm nay còn muốn đi tranh vũng nước đục này để cho ta tới nói cho ngươi bởi vì ta căn bản là khinh thường bởi vì ngươi cái gọi là toàn thế giới cao thủ cũng hảo ta đắc tội mấy đại siêu cấp thế lực cũng hảo với ta mà nói ta đều không có để vào mắt bọn họ tới tìm ta lại như thế nào bất quá là đi tìm cái chết thôi lạc trần rất là tự tin mở miệng nói nếu này thế tục lực lượng này địa cầu thế lực lạc trần đều yêu cầu đi lo lắng đều yêu cầu đi sợ hãi như vậy ngày sau hắn còn có cùng mặt hồi tiên giới ha hả ngươi lạc vô cực quả nhiên càn rỡ quả nhiên đủ kiêu ngạo ngươi thật sự cho rằng đêm nay giết mấy cái bát cấp đỉnh đầu sỏ liền có thể gọi nhịp toàn thế giới cao thủ, nếu Hắc Phượng Hoàng chân thân tới đây, có lẽ căn bản không cần động thủ. Chỉ bằng vào một câu là có thể giết chết mấy người kia, mà. Lang Vương càng là so Hắc Phượng Hoàng còn muốn khủng bố nhân vật. Nhưng là toàn cầu cao thủ bên trong. Làng vương cũng chỉ có thể bài đến một trăm nhiều danh lúc sau, ngươi. Lạc vô cực thật sự tầm mắt quá hẹp hòi, quá không đem toàn thế giới cao thủ để vào mắt. Thế giới này xa so ngươi tưởng tượng lớn hơn nữa. Vinh Tại Húc lạnh nhạt chào phúng nói. Trường 540 ngươi cũng xứng hiểu. Nhậm ngươi bản lĩnh thông thiên, ngươi còn không phải bị ta trêu chọc nhậm. Ngươi có thể nhất kiếm chém giết bảy vị đầu sỏ, còn không phải thượng ta đương. Vào ta bẫy dập, Vinh Tại Húc trên mặt tươi cười càng thêm đắc ý, hắn đích xác không phải Vinh. Tại Húc, hắn đích xác chính là thủy tinh bộ xương khô, 13 chỉ thủy tinh bộ xương khô nó kêu mạc làm, mà cái này âm mưu có thể nói là có thể lừa gạt mọi người âm mưu, bởi vì mọi người đều cho rằng thủy tinh bộ xương khô chỉ là một cái đồ vật nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến. Thủy tinh bộ xương khô mạc làm bản thân liền cụ bị trí tuệ cùng cường đại năng lực đâu, hơn nữa. Còn có thể trực tiếp hóa thành một người, kỳ thật cái gọi là vinh gia. Đều chỉ là thủy tinh bộ xương khô mạc làm cố tình chế tạo ra mê hoặc thế nhân một cái da mặt ngoài vinh ra có thể xưng bá cao ly sau lưng bất quá là mạc làm trong tay một viên quân cờ mà đương biết được game kinh dị theo dõi chính mình lúc sau mạc làm liền giết vinh tại húc cải trang thành vinh tại húc đi thỉnh lạc trần sau đó tựa như như bây giờ hiện tại toàn thế giới đều biết là lạc trần cầm đi thủy tinh bộ xương khô đã sẽ không lại có người tới tìm nó mạc làm đây là nó mạc làm kế hoạch họa thủy đông dẫn ta yêu cầu sửa đúng ngươi một chút, từ đầu chí quấy, này hết thảy đều là ta chính mình tự nguyện. Lạc Trần đứng lên hoạt động một chút cổ, như cũ rất bình tĩnh, ngươi. Cảm thấy ngươi hôm nay có thể chạy trốn. Lạc Trần nhìn chằm chằm mặc khô lạnh cười nói, chạy. Không thoát, mặc làm mang theo một tia trào phúng nhìn Lạc Trần, lạc. Vô cực, ngươi thật sự rất lợi hại, không chỉ có chiến lực kinh thiên. Tâm tư cũng đích xác tinh tế kín đáo, nhưng là nếu ta dám thừa nhận tự nhiên ta liền có nắm chắc có thể thoát được. Mạc làm có vẻ tương đương có tự tin, ngươi. Nếu vạch trần ta thân phận, vậy ngươi nên rất rõ ràng, ta cũng không phải nhân loại. Ngươi muốn bắt ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mạc làm phát ra một trận cười to, ngay sau đó cả người bắt đầu hư hóa. Trận to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, ta là như thế nào từ ngươi trước mắt đào tẩu, nó. Không phải nhân loại, tự nhiên sẽ một ít nhân loại vô pháp nắm giữ lực lượng, theo mạc làm hư hóa, bốn phía không gian tựa hồ đều xuất hiện vặn vẹo. Mạc làm cả người phẳng phất đều phải dung nhập đến không khí bên trong biến mất giống nhau, lạc. Vô cực, ngươi thật sự thực làm ta ngoài ý muốn, lâu như vậy tới nay. Ngươi là cái thứ nhất phát hiện ta thân phận thật sự người. Nhưng là ngươi thật sự quá mức tự đại cùng cuồng vọng, tái kiến, Nga. Không, có lẽ ngươi sắp ở các quốc gia cao thủ cùng các thế lực lớn vây công dưới ngã xuống có lẽ chúng ta sẽ không còn được gặp lại. Bất quá ta còn là muốn cảm ơn ngươi, đem ta họa thủy đông dẫn. Mặc làm cơ hồ đã muốn hoàn toàn trong suốt, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập trào phúng, đừng. Vội đem nói đầy, lạc trần chậm rãi đi hướng mặc làm, đừng. Uổng phí sức lực ta có thể bảo đảm. Trừ phi ngươi có giống game kinh dị giống nhau siêu việt cái này thế gian lực lượng. Nếu không ngươi căn bản không có khả năng bắt lấy ta, nhưng là theo ta được biết, ngươi cũng chỉ là phương đông một cái tu pháp giả thôi. Mạc làm cười nhạo nói, nó là thủy tinh bộ xương khô, rất có địa vị. Nếu không cũng không phải là cùng sao trời chi tâm loại này chí bảo có quan hệ, ngươi. Vừa mới nói ta ánh mắt quá hẹp hòi, thế giới này xa so với ta tưởng tượng đại. Lạc Trần khinh miệt mở miệng nói, đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không hẹp hòi sao, ha? Hả, lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi, kẻ hèn một cái cụ bị linh thức bộ xương khô mà thôi cũng dám ở bàn tôn trước mặt khoe khoang cũng dám ở bàn tôn trước mặt dõng dạc lạc trần mở miệng gian hai mắt hàn mang bạo trướng cả người khí thế lập tức liền thay đổi chỉ thấy bốn phía vừa mới còn ở vặn vẹo hư không không hề vặn vẹo trong phút chốc hồi phục nguyên dạng hơn nữa mạc làm đã biến mất thân ảnh lại chậm rãi hiện lên sao có thể mạc làm đầy mặt hoảng sợ mở miệng nói nó đã sớm chuẩn bị tốt truyền tống tế đàn nhưng là hiện tại bốn phía không gian lại tựa như thùng sắt giống nhau căn bản ra không được không gian như thế nào sẽ người biết thế giới này có bao nhiêu đại sao lạc trần khóe miệng mang theo một mặt mỉa mai một lóng tay điểm ra mau đến mức tận cùng ở mạc làm còn không có phản ứng lại đây phía trước này một lóng tay liền trực tiếp điểm ở mạc làm là giữa mày chỉ có thể nói là ngươi kiến thức quá nông cạn trong. Phút chốc mạc làm trước mắt cảnh tượng biến đổi. Màu đỏ biển lửa lan tràn toàn bộ sao trời, một viên thật lớn thái dương bị nhất kiếm bổ ra. Mà tay cầm lợi kiếm cái kia nam tử như thần như ma, ngay sau đó trước mắt cảnh tượng lại là biến. Đổi, bốn phía là núi non trùng điệp ngọn núi, những cái đó ngọn núi quá mức cuồn cuộn. Cứ nhiên có sao trời ở ngọn núi phía trên vờn quanh, mà đỉnh núi phía trên cái kia như thần như ma nam tử trường kiếm mà đứng. Dưới chân còn lại là rậm rạp người quỳ rạp trên đất thượng, mặc làm có thể cảm giác được. Những người đó bên trong, mỗi một cái đều cường đại tới rồi không cách nào hình dung. Bất luận cái gì một cái, chẳng sợ chỉ là xem nó liếc mắt một cái. Nó cũng sẽ lập tức trực tiếp băng toái. Vĩnh viễn biến mất, nhưng là hiện tại những người này lại tất cả đều quy sát ở cái kia như thần. Như ma nam tử trước mặt, thần sắc hèn mọn thật cẩn thận, ngay sau đó hình ảnh lại là vừa truyền. Một con thật lớn chim bay ở vũ trụ đen nhánh rộng lớn hư vô bên trong bay lượn. Chim bay mỗi một cọng lông vũ phía trên đó là một cái thế giới, chim bay mỗi một lần kích động. Cánh, sẽ có một cái thế giới diệt vong, một cái thế giới lại trọng sinh. Mà bay điểu bối thượng, cái kia như thần như ma giống nhau nam tử đang ở khoanh chân đà. Tọa, cuối cùng mạc làm mở hai mắt phát hiện cái kia như thần như ma nam tử dần dần cùng trước mắt lạc trần chậm rãi trọng. Điệp quá chấn động, này hết thầy có lẽ biểu đạt lên, chỉ là nói mấy câu. Nhưng là thật sự nhìn đến kia một màn thời điểm, lại hoàn toàn không giống nhau, này. Chỉ là 10 vạn đại giới bên trong ba cái mà thôi. Lạc trần lạnh nhạt mở miệng nói, hừ. Nói ta tầm mắt quá mức hẹp hòi, ngươi căn bản là không hiểu cái gì gọi là thế giới một cổ lực lượng cường đại trực tiếp trói buộc thủy tinh bộ xương khô mạc làm, nó thậm chí liền. Tâm tư phản kháng đều không có. Nó hiện tại mới hiểu được người nam nhân này vừa mới nói không thèm để ý nó những cái đó bẫy. Dập không thèm để ý thế giới các thế lực lớn sẽ tìm tới môn hoàn toàn không phải thổi. Phòng, nhân ra nói chính là sự thật bởi vì mạc làm hiện tại mới hiểu được. Chẳng sợ toàn bộ thế giới cũng chưa tư cách cùng người nam nhân này là địch bởi vì nhân ra đĩa vị quá lớn, nghĩ đến chính mình vừa mới cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Mạc làm thân là thủy tinh bộ xương khô cái loại này kiêu ngạo nháy mắt liền dập nát, phía trước. ỉ vào chính mình là thủy tinh bộ xương khô, địa vị thật lớn. Nhưng là cùng nhân ra lạc vô cực một so, nó chính là một cái nho nhỏ bụi bạm. Lại vọng tưởng cùng một ngôi sao tương đối, buồn cười, buồn cười tới rồi cực hạn, muốn. Ta động thủ, lạc trần khinh thường mở miệng nói, không dám. Mạc Lam không còn có phía trước cái loại này nắm chắc thắng lợi tự tin cùng cuồng ngạo. Nó có thể nghe hiểu lạc trần ý tứ, Mạc Lam cả người tức khắc phát ra một trận lóa mắt quang. Mang, cuối cùng quang mang tan đi. Trên mặt đất an an tĩnh tĩnh nằm một viên thủy tinh bộ xương khô, này viên thủy tinh bộ xương. Khô rực rỡ lung linh, vừa thấy liền biết liền không giống nhau, lạc trần nhưng thật ra không có. Đi nhìn kỹ, bởi vì hắn phải nghĩ biện pháp rời đi. Lạc Tiên Sinh, ta đã bị game kinh dị theo dõi, cho nên một khi ta hiện ra bản thể, game kinh dị không dùng được bao lâu liền sẽ biết ta ở nơi nào.